Nam Nguyễn, xin chào tất cả các bạn độc giả yêu truyện thân mến. Hôm nay chúng ta đến với phần 26 của bộ truyện Lưỡng Thủ Quái Nhân của tác giả Trần Thanh Vân. Chương 51, giả thoát chết mới thoát tai ách thuyền úp ngược dưới có xác người. Hiên Tứ tưởng mình đã rớt xuống dưới hầm, vội nín hơi lấy hết sức vươn hai tay ra, thân hình của chàng đã bắn tung lên luôn. Nhưng người chàng vừa phi lên thì đã phát giác trên đỉnh đầu cũng đang có vật đè xuống. Thì ra cả căn phòng ấy tụt xuống một lúc. Lúc ấy Thiên Tứ mới kinh hãi vô cùng, chàng vội xoay lưng lại, dùng người dính chặt vào vách tường, rồi mới đưa mắt nhìn căn nhà kỳ lạ này. Hiển nhiên, căn phòng này được chế thành một cách đặc biệt. Phòng hình chữ nhật, bên trong không bày biện một tí gì cả, trông không khác gì là một cái hòm rất kiên cố. Vách tường cứng rắn và lạnh buốt hầu như là bằng gang thép vậy. Thấy thế, Thiên Tứ cũng lạnh ngắt người theo. Một lát sau, căn phòng ấy vẫn còn trầm xuống bên dưới tiếp mà không thấy ngừng, Thiên Tứ ngạc nhiên hết sức. Chàng đang nghĩ ngợi, thì cái phòng sắt ấy bỗng ngừng lại luôn, vì chàng không đề phòng, nên bị giật mình đến thót một cái và rớt ngay xuống mặt đất. Lúc ấy chàng vội bò ngay dậy, giờ mó chung quanh mới hay căn phòng làm toàn bằng ván sắt dày và không có một lỗ hổng nào cả. Thiên Tứ đã bắt đầu lo sợ và nóng lòng, vì nếu không nghĩ được cách thoát thân, thì cứ ở trong phòng này không lâu, sẽ bị ngộp thở mà chết ngay. Thế rồi, chàng vận công lực tấn công một chưởng thật mạnh vào vách căn phòng đó. Sau tiếng kêu, bùng, chàng bị sức phản chấn đẩy lui suýt tí nữa thì té ngã, còn vách phòng vẫn y nguyên không hề suy xuyến chút nào. Chàng thất vọng, ngẩn người ra ngồi xuống đất suy nghĩ một hồi lâu, sực nhớ tới trong âm phong động, mình có lấy được một rùi gang. Thứ rùi gang đó cứng rắn vô cùng, đã có mấy lần chàng lấy nó sử dụng làm ám khí. Chàng chỉ biết nó có thể phá thủng được các thứ gang thép, nên chàng vội móc túi lấy cái rùi đục hình củ ấu ấy ra vạch vào vách sắt mấy cái, liền có tiếng kêu, xoẹt, xoẹt, nhưng chỉ rạch được có mấy đường chỉ rất nông thôi, chứ không sao rạch thủng được tấm vách sắt dày cộm ấy. Trong lúc tức giận, chàng giơ tay ném luôn mũi rùi găm vào vách sắt ở phía trước mặt. Mũi rùi gang ấy bắn đi bắn lại hai bên vách, phát ra tiếng, leng keng, hoài. Thiên Tứ như trái banh xịt hơi, thất thần ngồi tựa vách sắt dầu dĩ khôn tả. Mũi rùi gang đã đứt mà tiếng kêu leng keng vẫn còn chưa dứt. Thoạt đầu Thiên Tứ không chú ý tới vấn đề đó, nhưng một lát sau chàng mới nghe thấy tiếng kêu lúc đoàn lúc tục khi nhanh khi chậm và dường như không phải là tiếng kêu do mũi rùi gây nên nữa. Chàng vội đứng dậy, dí tai vào vách để nghe và tay của chàng cũng gõ theo. Quả nhiên tiếng kêu nọ đã dứt, và có tiếng người rất yếu ớt hỏi vọng sang. Có phải là La Thiếu Hiệp đấy không? Lời nói ấy khẽ lắm, nếu Thiên Tứ không gắng sức lắng nghe thì không sao nghe thấy được. Như vậy, đủ thấy người đó đang dí mồm vào vách sắt mà nói chứ không sai. Thiên Tứ cũng dí mồm vào vách sắt quát hỏi. Ngươi là ai? Tôi là Vu Bân, Thiếu Hiệp cũng chúng phải cơ quan của chúng hay sao? Hà, đừng nhắc nữa, chẳng hay bạn có cái gì sử dụng được không? Để chúng ta phá vách sắt này ra. Ở phía bên kia Vu Bân cũng thở dài một tiếng, rồi đáp. Không có, tuy tôi có một lưỡi dao găm nhưng không được sắc bén lắm. Huống hồ, hiện giờ chúng ta đã bị trầm xuống dưới đất rồi, dù có phá được vách sắt cũng không có lối thoát. Thiên Tứ lại hỏi tiếp. Bây giờ chỉ có một cách duy nhất là dùng lối lấy tĩnh đợi biến. Chắc họ không để chúng ta chết ngộp dưới này đâu. Chờ lát nữa nếu có người xuống. Chàng chưa nói dứt thì căn phòng sắt bỗng rung động. Thiên Tứ vội quay đầu lại nhìn thấy chỗ góc phòng có tiếng kêu, xì xì và hình như có khói trắng phun vào. Chàng lại nghe thấy hình như Vu Bân có vẻ lo âu, vội dặn bảo chàng tiếp. Họ lại thả khói thuốc mê tiếp đấy, Thiếu Hiệp đừng có quên viên thuốc ở trong mồm. Chỉ nghe thấy y nói tới đó thôi chứ không nghe thấy gì nữa. Thiên Tứ biết viên thuốc đó là viên thuốc giải mà khi bắt đầu vào đại điện chính y đã trao cho mình. Cũng may chàng vẫn còn ngậm ở chỗ đầu lưỡi, vì vậy mà chưa mất mát. Chàng vội nín hơi thở, lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, trong căn phòng đó đã đầy những khói độc. Thiên Tứ sợ viên thuốc nọ không đủ sức, lấy hai bình thuốc của quỷ y tặng cho, đổ hai viên ra bỏ vào mồm ngậm.
Căn phòng bỗng từ từ thăng lên phía trên. Lúc ấy, trên vách lại có tiếng gõ của Vu Bân truyền sang. Chàng vội dí mồm vào vách trả lời, rồi lại nghe thấy Vu Bân hỏi tiếp. Thiếu hiệp có việc gì không? Không việc gì cả, vì tôi đã ngậm thuốc của bạn, cho nên... Nếu vậy thì hay lắm, nhưng thiếu hiệp phải giả bộ bị mê, rồi nhân lúc chúng khiêng ra, đột nhiên ra tay tấn công. Căn phòng sắt bỗng ngừng lại. Thiên tứ vội nằm lăn ra đất, giả bộ bị mê man bất tỉnh. Một lát sau nữa chàng lại nghe thấy có tiếng kêu kèn kẹt, cánh cửa gang đá bắt đầu mở ra. Đáng lẽ, lúc ấy chàng có thể đột nhiên nhảy lên và có thể xông ngay ra khỏi căn phòng sắt ấy liền, nhưng trước khi chưa biết rõ tình hình ở bên ngoài, chàng không muốn làm như thế mà cứ bế hết các huyệt đạo, giả bộ mê man nằm yên ở đó. Bỗng có những bước chân đi rất nặng nề và nhanh nhẹn qua cạnh người thiên tứ. Tiếp theo đó, chàng bị đối phương lật mình nằm sấp xuống, vỗ một chưởng vào du tâm huyệt ở chỗ sau lưng. Thế rồi hai người, một khiêng đầu, một khiêng chân đem chàng đi luôn. Thiên tứ mở hé mắt ra nhìn trộm thấy ba tên lạt ma, một tên đi trước, một tên đi sau, và một tên đi cạnh đang khiêng mình ra khỏi căn phòng sắt. Bên ngoài là hành lang rất hẹp chứ không phải là đại điện. Chàng mừng thầm và nghĩ bụng. Cũng may mình không mạo hiểm thoát ra. Bằng không mình không hiểu địa thế và hoàn cảnh thì dù có kiềm chế nổi ba tên lạt ma này, quanh đây còn có bao nhiêu cơ quan máy móc, chưa chắc mình đã đào tẩu thoát. Thế rồi chàng lại nghĩ đến Vu Bân bị nhốt ở căn phòng phía bên, không hiểu y có bị chung một số phận như mình và bị khiêng ra một nơi khác không. Chàng đang nghĩ ngợi thì ba tên lạt ma đã khiêng chàng đến một căn sảnh lớn. Trong sảnh đèn lửa thắp sáng choang, mấy chục bó đuốc thắp cắm hai bên vách. Trong sảnh, đầy những lạt ma áo đỏ và áo vàng, có người ngồi, có người đứng nhưng người nào người nấy đều yên lặng, không dám nói nửa lời. Nơi chính giữa có một cái ghế phủ da hổ thật lớn, một phiên tăng vạm vỡ khôi ngô đang ngồi, còn Cát Ba với ba tên phiên tăng khác đứng ở hai bên tả hữu. Vì vậy, chàng đoán chắc người ngồi trên ghế phủ da hổ thế nào cũng là ban thiền hoạt Phật của Hoàng giáo Lạt Ma. Chàng vội nhắm nghiền mắt lại, làm như vẫn còn mê man như thường. Hai tên lạt ma ném chàng xuống đất kêu đến, bộp một tiếng và lăn đi ba bốn vòng. Lăn tới chân một tên lạt ma nọ, tên phiên tăng ấy giơ chân lên đá một cái, chàng lại bị lăn trở về chỗ cũ. Tuy đau mà chàng phải cố nhìn chứ không dám kêu rên nửa tiếng. Hoạt Phật dùng tiếng Tây Tạng nói mấy câu. Một tên lạt ma đi tới cạnh chàng, vỗ vào mệnh môn huyệt để giải huyệt cho chàng. Lại một tên khác đổ nước lạnh vào đầu chàng. Thiên tứ cười thầm, nhưng vẫn làm thinh, hai mắt nhắm nghiền không nói, không cử động. Hoạt Phật thấy thế dùng tiếng Tây Tạng dặn bảo rằng. Tên này thế nào cũng bị trúng độc quá nặng, các người mau cho uống một viên thuốc giải, để cho nó tỉnh rồi tra hỏi xem. Một lạt ma vâng lời tiến lên nhét một viên thuốc vào mồm thiên tứ, có ngờ đâu thiên tứ lại giấu viên thuốc ấy vào dưới lưỡi rồi cứ nằm yên như cũ. Hoạt Phật thấy thế cau mày lại, đợi chờ giây lát mới nói tiếp. Cho y uống thêm một viên thuốc nữa đi, chắc võ công của người này quá non nớt, nên một viên thuốc y mới không tỉnh lại được như thế. Lại có một người tiến lên nhét một viên thuốc giải vào mồm thiên tứ, nhưng thiên tứ vẫn cứ ngậm ở dưới lưỡi như cũ và không cử động gì cả. Bọn lạt ma đợi chờ mãi không thấy thiên tứ lai tỉnh, tên nào tên nấy ngơ ngác lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ y đã chết rồi chăng? Tuy không hiểu tiếng Tây Tạng, nhưng thiên tứ thấy một tên lạt ma đi tới gần, giơ tay vào mũi mình thử xem còn hô hấp hay không, chàng liền nghĩ ra một kế, vội nín hơi thở làm như chết thực. Tên lạt ma thử thách một hồi, rồi quay lại thưa với ban thiền rằng. Kính thưa Phật sống, người này đã chết rồi. Ban thiền cau mày lại, cười khỉnh nói. Kẻ tầm thường như thế mà cũng đòi xông vào bổn chùa để lấy trộm vàng bạc châu báu. Các người hãy đem xác của y vứt vào trong mật thất rồi áp giải tên thứ hai ra đây. Tên lạt ma ấy cung kính vâng lời, cắp thiên tứ bước đi ra ngoài sảnh luôn. Thiên tứ thấy không ai đi theo tên lạt ma ấy cả, trong lòng mừng thầm. Chờ y vừa đi quẹo sang đường bên, chàng liền điểm ngay vào yếu huyệt của y, nhảy ngay xuống đất rồi vội cởi áo cà sa của y mặc vào người mình, lôi y giấu vào một chỗ kín đáo, rồi mới thủng thẳng quay về đại sảnh.
Lúc ấy, ba tên lạt ma khác đã áp giải Vu Bân vào trong đại sảnh. Tất cả những tên lạt ma ở trong sảnh đều chú ý vào Phật sống xét xử Vu Bân, nên không ai chú ý đến thiên tứ giả hiệu cả. Thiên tứ bèn lẻn vào giữa đám lạt ma để xem Phật sống xử Vu Bân ra sao. Chàng thấy bọn lạt ma đối với Vu Bân cũng như lúc đầu với mình vậy, cho uống thuốc giải và dùng nước tạt vào mặt cho tỉnh lại. Ban Thiền liền dùng tiếng Hán quát hỏi: "Tên rằng táo gan kia, ngươi có biết tự tiện đột nhập vào bổn chùa như thế này, phải mang tội gì không?" Vu Bân tìm chung quanh, không thấy thiên tứ đâu cả, trong lòng rất lo âu, liền đáp: "Chúng tôi chỉ muốn mượn con bích ngọc kim thiền thử để sử dụng thôi, chứ không có ý định gì khác cả." Ban Thiền cười ha hả nói tiếp: "Giỏi thật, với tài ba hèn mọn của ngươi như thế này mà cũng dám đến chùa toan lấy trộm vật báu. Ngươi phải nói thật mau, là môn hạ của ai, có mấy người tới đây tất cả. Dùng cách gì mà lẻn được vào bổn chùa như thế? Nếu ngươi nói thực và rõ ràng, hoặc giả Phật gia cao hứng sẽ tha chết cho ngươi." Vì không thấy thiên tứ, tất nhiên Vu Bân phải suy nghĩ thầm một hồi, rồi mới trả lời rằng: "Đã bị các người bắt giữ tôi còn biết nói năng gì nữa, muốn chém, muốn giết thì cứ việc ra tay đi. Nhưng sau khi tôi chết thế nào cũng có cao thủ khác đến trả món nợ này cho chúng tôi." Ban Thiền lớn tiếng cười nói tiếp: "Cao nhân ư, nhân vật trung nguyên các người đã có cao nhân nào tới thế? Nói thực cho ngươi biết, tên đồng bọn của ngươi chịu không nổi một chút chất độc của mê hương đã toi mạng rồi." Y vừa nói tới đó, bỗng có giọng nói rất lo âu xen lời hỏi: "Ngươi nói gì, ai đã chết rồi?" Tất cả lạt ma ở trong sảnh nghe tiếng nói ấy đều giật mình nhìn ra ngoài sảnh, thì đã thấy một thiếu nữ áo trắng, mặt che một miếng lụa, chỉ để lộ một đôi mắt rất xinh đẹp và đang lộ vẻ kinh hoàng. Bọn lạt ma thất thanh kêu ủa một tiếng rất khẽ, không biết có phải chúng kinh hãi vì thiếu nữ tới một cách quá đột ngột hay là trông thấy thiếu nữ quá xinh đẹp mà chúng đã giật mình kinh ngạc như thế. Tất nhiên, chúng có ngờ đâu thiếu nữ đang đứng ở trước cửa ấy lại là Doãn Ngọc, xấu hơn Trung Vô Diệm. Thiên tứ đang nghĩ cách ra tay cứu Vu Bân, cướp thiền thử, thấy Doãn Ngọc hiện thân, khiến đầu óc chàng bối rối, nên chàng đứng yên để xem sự thể biến đổi ra sao. Nếu hoàn cảnh bắt buộc thì lúc ấy chàng mới ra tay. Ban Thiền cũng giật mình đến thót một cái, vội để tay vào cán kiếm tay kia thì chỉ thẳng về phía Doãn Ngọc quát hỏi: Ngươi là ai thế?" Doãn Ngọc cứ đứng yên không cử động, nàng cười khẩy một tiếng và đáp: "Ngươi không cần biết ta là ai làm chi, ta chỉ hỏi ngươi người mà ngươi vừa nói đã chết có phải là họ La không?" Cát Ba thấy thế vội xen lời quát lớn: "Yêu nữ táo gan thực, nói chuyện với Phật sống mà dám vô lễ như vậy." Doãn Ngọc đáp: "Cái gì, chả lẽ ngươi còn muốn cô nương phải quỳ xuống vái lạy hay sao?" Cát Ba tức giận đến nhảy bắn người lên, nhưng y cung kính vái chào Ban Thiền một lạy, rồi thưa rằng: "Xin hoạt Phật cho phép đệ tử ra bắt sống yêu nữ vô lễ kia." Ban Thiền vội xua tay đáp: "Khỏi cần phải nóng nảy thế, yêu nữ ở Trung Nguyên tất phải có tài ba hơn người mới dám tới đây như thế. Để bổn hoạt Phật đích thân ra tay bắt yêu nữ này." Thì ra trước kia ở Âm Phong Cốc y đã mắc hớm Hoa Thiến Thiến với Hàn Thiến Thiến rồi, cho nên đối với những thiếu nữ Trung Nguyên lúc nào y cũng cẩn thận đề phòng chứ không dám coi thường. Nhất là bây giờ, Ban Thiền thấy Doãn Ngọc dám đơn thương độc mã tới tự tiện xông vào trong chùa, thần sắc trông rất ung dung, mặt lại che bằng một miếng lụa trắng, nên đối với Doãn Ngọc lại càng không dám khinh thường thêm. Vì vậy, y vừa nói vừa đứng ngay dậy. Doãn Ngọc bỗng bước chân vào đại sảnh và óng ẻo tiến tới Ban Thiền. Bọn lạt ma đứng ở hai bên không hiểu nếp tẻ gì giáo cũng vội lui bước để dành con đường giữa cho nàng đi. Thiên tứ sợ nàng ta thất thố, không theo bọn lạt ma lui bước thì chớ, trái lại chàng còn tiến tới cạnh lối đi. Dùng ý của chàng như vậy, điều thứ nhất là để bảo vệ cho Doãn Ngọc được an toàn, điều thứ hai là cho nàng trông thấy mình chưa chết mà khỏi gây sự một cách liều lĩnh. Ngờ đâu, Doãn Ngọc lại cứ tiến thẳng vào mà không thèm để ý gì đến những phiên tăng đứng đông kịt ở hai bên lối đi. Chỉ trong nháy mắt nàng đã đi tới bên cạnh Vu Bân mới ngừng chân lại và lên tiếng hỏi:
Có thực La Đại Ca đã chết rồi không? Bị điểm huyệt Phu Bân không thể cử động được nhưng mồm vẫn nói được nên y vội đáp. Nghe họ nói thì La Đại Hiệp đã trúng độc và đã chết rồi. Doãn Ngọc nghe nói, hai mắt bỗng sáng ngời và quay người lại quát hỏi Ban Thiền tiếp. Có thực không? Ban Thiền cười khẩy đáp. Sao lại không thực, y đã trúng độc và chết rồi, xác y hiện đang nằm trong chuồng sư tử làm mồi cho dã thú rồi. Doãn Ngọc nghe tới đó càng tức giận thêm quát lớn. Giỏi thực, nếu vậy, bọn các ngươi không một tên nào được sống sót hết. Ta sẽ giết sạch các ngươi để trả thù cho Thiên Tứ Đại Ca. Vừa quát tháo, nàng vừa giơ tay áo lên, nhằm Ban Thiền quật tới luôn. Nàng ra tay nhanh khôn tả, thân hình vừa cử động một cái, đầu tay ấy đã quét tới trước mặt Phật sống luôn. Cát Ba thấy thế thét lớn một tiếng, nhảy sổ lại giơ tả trưởng lên chống đỡ, còn hữu trưởng bổ ngay vào mặt Doãn Ngọc. Còn ba tên hộ pháp kia cũng nhảy ra che chở vị Phật sống của chúng. Doãn Ngọc vẫn đứng yên, chỉ hơi trầm cổ tay xuống, tay áo của nàng cuốn luôn xuống bên dưới, đầu tay áo đã cuộn ngay vào cổ tay của Cát Ba, còn chiếc tay kia của nàng chỉ trong giây lát đã tấn công luôn 4-5 thế một lúc. Thì mình có môn võ công kim trung chảo, Cát Ba không những không tránh né, trái lại còn xông lên chịu đòn là khác. Nhưng chỉ trong nháy mắt cánh tay trái của y đã bị tay áo của Doãn Ngọc cuốn chặt. Doãn Ngọc thét lớn, lôi cánh tay áo lại một cái, Cát Ba đã bị lôi đâm bổ về phía trước. Nhưng nhờ có kim trung chảo hộ thân, da thịt của y cứng rắn như sắt, nên những cái móc độc ở trong tay áo của Doãn Ngọc chỉ lướt qua thôi chứ không làm gì nổi y. Doãn Ngọc thấy thế kinh hãi thầm, vội lôi tay áo bên trái bay ngược lại để cuốn lấy cổ Cát Ba. Nhưng lần này nàng chưa kịp thâu tay áo lại, thì đã nghe thấy phía sau có tiếng đồng lấn áp tới. Thì ra, một tên hộ pháp lạt ma khác đã xông lại tấn công lén liền. Doãn Ngọc tài ba thực, trong thời gian ngắn ngủi như thế mà chỉ thấy nàng rung đồng cổ tay một cái, đã mượn sức phi thân lên nhảy qua đầu Cát Ba luôn. Trưởng lực của tên phiên tăng kia vừa tấn công tới, nhất thời Cát Ba tránh né không kịp đành giơ trưởng lên chống đỡ. Sau một tiếng kêu, bùng, Cát Ba và tên hộ pháp kia cùng bị trưởng lực của nhau đẩy lui về phía sau 3 bước. Nhân cơ hội ấy, Doãn Ngọc quay người tiến thẳng về phía Phật sống Ban Thiền. Trước mặt Ban Thiền đã có 2 tên hộ pháp đứng ngăn cản, nhưng chúng bị tay áo của Doãn Ngọc phất vào lia lịa. Một tên trong bọn đã bị tay áo của nàng cuốn chặt cổ tay, còn tên thứ hai thì bị những móc nhỏ ở đầu tay áo của nàng móc phải, cả hai cùng kêu là thảm khóc một tiếng rồi ngã lăn ra đất ngay. Bọn lạt ma thấy thế đều kinh hãi, cả Ban Thiền cũng kinh hãi theo. Không ai biết thiếu nữ áo trắng này sử dụng thủ pháp gì, mà chỉ trong nháy mắt đã đả thương được 2 tên hộ pháp một lúc như thế. Lúc ấy, hoàn cảnh trông loạn xạ vô cùng, hơn 100 tên phiên tăng đều nhảy sổ lại vây đánh Doãn Ngọc. Thiên Tứ thấy thời cơ đã cấp bách, chàng bỗng giống lên một tiếng thật lớn, cởi áo cà sa ra, múa trường một hơi đánh té luôn 10 mấy tên lạt ma, rồi chạy tới cạnh Vu Bân giải huyệt cho y. Doãn Ngọc đang đấu thí mạng với Ban Thiền, nghe tiếng kêu vội quay đầu lại nhìn, trông thấy Thiên Tứ, nàng mừng rỡ khôn tả, vội kêu gọi. Ủa, đại ca chưa chết? Thiên Tứ với Vu Bân sát cánh nhau chống đỡ những thế công của bọn lạt ma, rồi lớn tiếng đáp. Ngọc muội đừng có mãi chiến đấu như thế nữa, mau theo chúng tôi ra khỏi chùa này đi. Thấy chàng không việc gì, bao nhiêu lửa giận ở trong lòng đều tiêu tan hết, nàng vừa cười vừa trả lời. Vâng, ngày hôm nay chúng ta đừng tìm kiếm Bích Ngọc Thiền Thử vội, để ngày khác quay trở lại vậy. Nói xong, nàng quay người định đi. Ban Thiền hoạt Phật vội phi thân nhảy qua những bàn ghế tới trước mặt Doãn Ngọc ngăn cản và hỏi. Yêu nữ muốn chạy đi đâu? Doãn Ngọc vừa cười vừa đáp. Tại sao chúng ta lại không đi? Ngươi cứ yên tâm, chúng ta đi rồi sẽ quay trở lại mà. Nói xong, nàng liền múa áo tấn công Ban Thiền luôn. Ban Thiền dần giữ thét lớn một tiếng, giơ trưởng lên chống đỡ tức thì. Nhất thời khinh địch, Doãn Ngọc không dở toàn lực ra, tới khi phát giác trưởng của đối phương nặng như một khoảng núi đẩy mạnh tới, trong lòng mới kinh hãi, muốn tránh né thì đã muộn rồi.
bất đắc dĩ nàng phải vén hai cánh tay áo lên, để lộ hai bàn tay trắng như ngọc ra mà chống đỡ thế trường ấy liền. Trường lực của hai người va đùng nhau, Ban Thiền cũng phải lảo đảo hai ba cái, còn Doãn Ngọc thì bị đẩy lùi về phía sau 4-5 bước, nàng cảm thấy hai cánh tay vừa tê dại vừa đau nhức, suýt tí nữa thì không sao giơ lên được. Thiên Tứ thấy thế lo âu khôn tả, vội tấn công luôn hai trưởng kêu, vù vù, đẩy lùi bọn lạt ma, rồi chàng nhảy tới cạnh Doãn Ngọc trầm giọng nói. Ngọc muội cứ theo Vu Bân mà xông ra bên ngoài đi, ở đây đã có Ngu huynh đoàn hậu rồi. Ban Thiền cười the thé nói. Nơi đây là chỗ chôn vùi thân xác của các ngươi đừng có hòng ra khỏi nơi đây nữa. Doãn Ngọc cười khẩy một tiếng, rồi đáp. Thiên Tứ đại ca cứ việc cùng Vu Bân xông ra trước đi, vừa rồi lão giặc sói đầu này nhân lúc tiểu muội chưa đề phòng y mới thăng nổi nửa thế đấy thôi, chứ y không thắng nổi tiểu muội đâu. Ban Thiền dùng dòng mũi kêu, hừ, một tiếng, chẳng nói chẳng rằng múa trường xông lại tấn công Doãn Ngọc lần nữa. Lần này, y dùng môn, ngạc ba thiền công, bất cứ vật gì cứng rắn đến đâu cũng có thể đánh thủng. Doãn Ngọc biết nội công của đối phương rất thâm hậu, khó mà dùng những móc độc ở cổ tay áo để thủ thắng, nhưng nàng còn tự biết võ công của mình khó mà thắng nổi địch thủ, tuy vậy chỉ trong nháy mắt nàng đã nghĩ ra được một cách để đối phó. Nàng thì thân pháp lẹ làng, đồng thời tay trái sử dụng tay áo, tay phải sử dụng trưởng phò trợ lẫn nhau để đối phó những thế trưởng như vũ báo của Ban Thiền, vừa đấu nàng còn vừa trò chuyện tươi cười, để cố ý làm cho Ban Thiền mất thăng bằng. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã đấu được hơn mấy chục hiệp, mặc dầu trưởng lực của Ban Thiền rất lợi hại, mà không sao đánh trúng được vạt áo của Doãn Ngọc, trái lại Doãn Ngọc thì cứ cười, đùa, làm cho Ban Thiền bực bội, tức giận vô cùng. Còn phía bên kia, bọn lạt ma vây đánh Thiên Tứ với Vu Bân, nhưng đôi bên ngang nhau. Lúc thì bên này tiến lên bên kia liền lui, lúc thì bên kia tiến lên bên này rút lui. Vu Bân múa dáng ma chữ ở trong đám đông tha hồ thi thố, lại thêm Thiên Tứ ra trưởng như sóng như gió đẩy cho bọn phiên tăng cứ lui lia lịa. Nhưng chàng không định tâm giết hại chúng, nên trưởng của chàng mới ra tới một nửa lại thâu hồi ngay, chứ không bao giờ chàng định giở sát thủ cả, cho nên bọn lạt ma tuy bị thương rất nhiều nhưng không một tên nào bị toi mạng cả. Hỗn chiến hồi lâu, Vu Bân thấy bọn phiên tăng càng tới càng đông, không sao xông ra khỏi vòng vây. Y liền đưa cây dáng ma chữ sang bên tay trái, móc túi lấy một cái ống tròn ra trầm giọng nói với Thiên Tứ rằng. Thiếu hiệp mau chuẩn bị thuốc giải, tài hạ dùng mê yên đây. Thiên Tứ tấn công một trường đẩy lui ba tên phiên tăng, rồi vội đáp. Hãy khoan đã, Doãn cô nương chưa có thuốc giải. Vu Bân nói tiếp. Không sao, chúng ta hãy đánh té bọn này đã rồi hãy tính sau. Nói xong, y giơ ống trúc lên, muôn nửa vòng, trong ống đã có khói vàng tỏa, mùi khói khét lẹt rất khó ngửi. Mê yên của Vu Bân hiển nhiên là mạnh hơn thứ mê hương vô sắc ở trong căn nhà sắt kia nhiều. Làn khói vàng đi tới đâu, bọn phiên tăng đồng thanh kêu la và vội vàng lui về phía sau lia lịa, trong có một số ít lấy thuốc giải ra chống đỡ, còn đa số thì bị đẩy lùi ra khỏi sảnh ấy luôn. Thiên Tứ cả mừng, vội nhảy lại múa trường chống đỡ trường lực của Ban Thiền, tay trái thì dùng một viên thuốc giải cho Doãn Ngọc, mồm thì quát bảo. Ngọc muội đỡ lấy bỏ vào mồm ngậm. Ban Thiền quay đầu lại nhìn các đệ tử thấy số ít đã bị mê yên làm té ngã, còn đa số phải ra ngoài sảnh, còn lại mấy tên mang theo thuốc giải là tận lực chống đỡ thôi. Y tức giận kêu la om sòm, và vận 12 thành công lực lên để đấu với Thiên Tứ. Thiên Tứ dùng xong chưởng chống đỡ đạt ma thiền công của Ban Thiền mà không hề lép vế chút nào, chàng vừa chống đỡ vừa rút lui ra ngoài sảnh. Khi lui ra tới bên ngoài hành lang, địa hình bỗng chật hẹp hẳn, một mình Thiên Tứ cũng đủ ngăn cản truy binh rồi. Chàng liền đứng yên, song trường liên tiếp dồn kình lực ra, khiến hành lang bị bế tắc ngay, bọn lạt ma không sao tiến lên được nửa bước. Vu Bân lại lấy cây mê yên khác ra, mồm thì bảo Thiên Tứ rằng. Thiếu hiệp trong chùa đâu đâu cũng có cơ quan máy móc, chúng ta không nên ở lại đây, mau mau rút lui thì hơn. Nói xong, y ném luôn cây mê yên vào bọn lạt ma, rồi quay ngựa ơi lại cùng Thiên Tứ với Doãn Ngọc rút lui luôn.
Ba người ở trong chùa đi quanh co hồi lâu, mới quay trở về tới căn phòng chứa đồ đạc và vượt qua cửa sổ nhảy ra bên ngoài. Ngờ đâu, không thấy Bành Vân với chiếc thuyền nhỏ đâu nữa. Thiên Tứ lo âu khôn tả vội hỏi. Biết làm sao đây, thuyền không có, chúng ta rút lui sao nổi. Doãn Ngọc vừa cười vừa đáp. Chắc y chờ mãi không thấy chúng ta ra, lại tưởng chúng ta bị người trong chùa bắt giữ rồi, nên y rút lui trước cũng chưa chừng. Lúc ấy, đã có mấy tên lạt ma đuổi theo tới chỗ cửa sổ, đang định dùng bích hổ công để leo xuống bên dưới. Trống ở trong chùa cũng đã khua lên vang động, mấy chiếc thuyền lớn đang xuất hiện ở trên mặt nước đuổi theo tới. Thiên Tứ dậm chân nói. Thế này có lẽ chúng ta lại phải xông vào trong chùa để cướp một chiếc thuyền mới được. Vu Bân vội xua tay nói. Không được đâu, trong chùa nhiều cơ quan máy móc lắm, nếu chúng ta còn quay vào trong đó, không khác gì là dẫn thân vào miệng hùm. Doãn Ngọc bỗng cười khì và xen lời nói. Hà tất hai người phải lo âu như thế, muốn kiếm một chiếc thuyền thì có khó khăn gì đâu. Thiên Tứ vội hỏi. Bây giờ sự thế cấp bách như thế này, chẳng hay Ngọc muội có biện pháp gì thì mau nói ra đi. Doãn Ngọc vừa cười vừa nói tiếp. Trông hai người tức cười thực, mắt cứ trợn tròn xoe lên thế kia, thuyền ở trước mắt mà cũng không hay. Vu Bân với Thiên Tứ cũng vội quay người lại tìm kiếm rồi đồng thanh hỏi. Đâu thuyền đâu, làm gì có. Doãn Ngọc cười khanh khách đi tới cạnh Vu Bân, thò tay xuống bãi cát rồi bới lên và nói. Chả là thuyền thì là gì đây? Quả nhiên nàng đã moi lên được một chiếc thuyền nhỏ, mà chính là chiếc thuyền của các người đã đi tới. Chiếc thuyền úp ngược xuống, mà dưới đáy thuyền lại có một người đang nằm yên, người đó chính là Bành Vân. Lúc ấy, các người mới hay Bành Vân bị người ta giết chết rồi lấy thuyền úp lên và lấy cát phủ lấp lên. Vu Bân thất kinh la lớn. Thế này nghĩ lý gì? Ai giết y thế? Thiên Tứ cũng cả kinh nói. Hà, người này ác độc thực, giết người xong lại còn dùng thuyền úp lên như vậy. Doãn Ngọc cũng xen lời nói. Thực đấy, nếu không có một mẫu dây thừng lộ ra ngoài cát thì cả tôi cũng không biết nơi đây có thuyền và có người chết như vậy. Vu Bân lộ vẻ rất oán độc, nhìn chòng chọc vào mặt Doãn Ngọc rồi hậm hực đáp. Nếu tôi điều tra ra ai đã mưu hại sư đệ tôi, thì không thể nào tôi để yên cho kẻ ấy đâu. Doãn Ngọc dửng dưng đáp. Việc gì mà phải điều tra, rõ ràng là bọn lạt ma ở trong chùa chứ còn ai vào đây nữa. Vu Bân hầm hực nói tiếp. Tôi không tin, nếu bọn lạt ma phát hiện sư đệ của tôi ở nơi đây thì không bao giờ chúng lại giết chết mà giấu ở dưới thuyền như thế. Doãn Ngọc vội đỡ lời. Người chưa biết đấy thôi, hòa thượng không bao giờ sát sinh, chúng giết người xong tất nhiên phải dùng vật gì che lấp để khỏi bị Bồ Tát trông thấy. Thiên Tứ xen lời nói. Bây giờ đang cấp bách như vậy, việc này để lúc khác sẽ điều tra sau, bây giờ chúng ta phải mau xuống thuyền thoát thân đã. Doãn Ngọc liền nói tiếp. Phải đấy, người chết không thể nào sống lại được, vì y mà ba tính mạng của chúng ta bị kết liễu theo thì thực là dại dột lắm. Vu Bân cố nén lửa giận, rồi ba người hợp sức đẩy thuyền xuống nước. Thiên Tứ với Doãn Ngọc nhảy xuống thuyền trước, Vu Bân ám sát của Bành Vân cũng nhảy xuống thuyền theo. Ba người hợp sức chèo thuyền ra giữa hồ. Mấy chiếc thuyền to của bọn lạt ma tuy trông thấy ba người, nhưng phần vì bọn Thiên Tứ sức mạnh mà thuyền lại nhẹ, nên đi nhanh như bay, chỉ trong thoáng cái đã biến mất dạng trong bóng tối luôn. Doãn Ngọc ngồi ở đằng cuối cầm lái, Thiên Tứ với Vu Bân thì hợp sức bơi chèo, một hơi đã bơi đi xa được mấy dặm. Khi hai người quay đầu lại nhìn, không thấy thuyền của bọn lạt ma đuổi theo nữa, mới dám bơi thủng thẳng. Nhân lúc ấy, Vu Bân mới khám xét vết thương của Bành Vân, thấy chỗ yếu hiểm ở đầu và tay có ba vết móng tay rất nhỏ. Ở những chỗ vết thương có máu đen rỉ ra, hiển nhiên là bị một môn võ khí có tẩm độc hình nho nhỏ cào chúng, rồi bị chất độc làm nguy mà chết. Vu Bân ngẩng đầu lên nhìn Doãn Ngọc thấy nàng ta rất ung dung, một tay cầm lái, một tay vuốt tóc, mồm thì ngâm nga ca hát chứ không thèm để ý nhìn mình.
Tuy Vu Bân đoán chắc Bành Vân chết ở trong tay Doãn Ngọc, nhưng y không biết trong tay áo của nàng có những móc độc, nên y nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được nàng dùng vũ khí ác độc gì giết chết Bành Vân, cho nên y chỉ lườm nàng thôi, chứ không dám lên tiếng hỏi. Ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn, Doãn Ngọc trông thấy bộ mặt và thái độ của Vu Bân như thế, liền cười hi hi và hỏi. Ngươi cứ trố mắt lên nhìn tôi hoài như thế làm chi? Chả lẽ người nghi ngờ tôi là hung thủ giết chết sư đệ của ngươi ơi chăng? Vu Bân lạnh lùng đáp. Tuy tài hạ không dám nghi ngờ cho cô nương, nhưng tài hạ dám chắc sư đệ thể nào cũng không phải bị bọn lạt ma giết chết đâu. Doãn Ngọc lại hỏi tiếp. Đêm nay chỉ có mấy người chúng ta thôi, nếu người bảo không phải bọn lạt ma thì tất nhiên tôi, và không phải là tôi chả lẽ lại là Thiên Tứ đại ca chăng? Thiên Tứ vội xen lời nói. Ngọc muội chớ nên nói bậy. Vu Bân lại nói tiếp. La Thiếu Hiệp cùng đi với Tài Hạ vào trong chùa, tất nhiên là không phải Thiếu Hiệp hạ độc thủ rồi. Doãn Ngọc cười khanh khách. Nếu vậy chỉ trừ mình người ra, thì không còn ai vào đấy nữa. Vu Bân nghe nói cả kinh, giận dữ hỏi lại. Chả lẽ Tài Hạ lại giết chết sư đệ của mình hay sao? Doãn Ngọc đáp. Ai biết được chuyện đó? Có lẽ hai anh em sư huynh đệ ở trước mặt sư phụ tranh công, ngày thường đã có thù hằn với nhau, chứ có phải là anh em gì đâu, chỉ lâm thời hợp nhau để cùng làm việc này, có lẽ. Không đợi chờ nàng nói dứt, Vu Bân đã tức dần chịu không nổi, đột nhiên đứng dậy quát lớn. Cô nương nói như thế là có dùng ý gì? Chiếc thuyền ấy đã nhỏ, Vu Bân lại nổi giận như thế, nên y chỉ dậm chân xuống một cái, chiếc thuyền đã tròng trành suýt bị đắm luôn. Này, tôi khuyên người nên bình tĩnh một chút, nếu làm ụp chiếc thuyền, thì tất cả đều toi mạng hết đấy. Vu Bân cầm luôn cây giáng ma chữ lên và nói. Nhân lúc này chúng ta phải nên làm ra ngô ra khoai mới được. Bằng không, dù có cùng bị chôn thân ở trong bụng cá, bất cứ ai cũng đừng hòng sống sót mà lên bờ. Thiên Tứ thấy hai người cãi nhau sắp sửa đánh nhau tới nơi, vội khuyên rằng. Xin Vu huynh hãy nguôi cơn giận, tất nhiên chúng ta thể nào cũng phải điều tra cho ra việc này. Nhưng hiện giờ chúng ta đang bị nguy hiểm, cùng thuyền thì phải giúp đỡ lẫn nhau, chờ khi nào thoát khỏi chốn này, ai nấy được an toàn rồi sẽ tính toán sau cũng chưa muộn. Vu Bân đáp. Sư huynh đệ chúng tôi hợp sức giúp hai vị vào trong chùa để tìm vận báu, chúng tôi nhất tâm nhất trí giúp đỡ hai vị tới nơi tới chốn, cũng như Thiếu Hiệp bị giam giữ ở trong cơ quan máy móc, tài hạ còn nghĩ hết cách cứu Thiếu Hiệp thoát hiểm. Chúng ta đã đồng tâm cùng làm việc này, sao Doãn cô nương lại ác độc đến như thế, ám hại ngầm sư đệ của tài hạ. Doãn Ngọc cười khẩy đỡ lời. Này, người ăn nói nên cẩn thận một chút nhé. Ai giết chết sư đệ bảo bối của ngươi hồi nào? Có cái gì làm chứng cứ cơ chứ? Thiên Tứ cũng xen lời nói. Chắc đây là sự hiểu lầm, đôi bên xưa nay không có thù hằn gì với nhau, đang đồng tâm hiệp lực vào chùa tầm vận báu, tôi thiết nghĩ không khi nào Doãn cô nương lại vô duyên vô cớ giết hại sư đệ của huynh như vậy. Vu Bân lại cái. La Thiếu Hiệp đừng có biện hộ cho cô ta nữa, lúc vào trong chùa cô ta viện cớ không chịu đi cùng, việc này khiến người ta nghi ngờ rồi. Vừa rồi ở trên bãi cát sao cô ta lại tìm thấy chiếc thuyền nhỏ một cách nhanh chóng như thế? Trên thiên hạ này làm gì có những chuyện yên ngẫu nhiên một cách may mắn như vậy? Thiên Tứ thấy Vu Bân nói rất có lý nên chàng đành phải làm thinh và đưa mắt nhìn Doãn Ngọc một cái, trong lòng cũng trách thầm nàng ta không nên quá lỗ mãng như vậy. Tuy Vu Bân với Bành Vân có mưu mô gì thực, nhưng trước khi đối phương chưa lộ hành tích mà đột nhiên ra tay giết Bành Vân ngay như thế, cả tình lẫn lý mình cũng đuối hết. Chàng còn nhớ trước khi vào chùa đã căn dặn Doãn Ngọc không nên nóng nảy ra tay, chỉ nên để ý trông coi thôi, không ngờ nàng ta lại lỗ mãng như vậy. Vu Bân thấy Thiên Tứ lẳng lặng không nói gì, càng đoán chắc việc này thế nào cũng do Doãn Ngọc ra tay chứ không sai. Trong khi tức giận, y không còn suy nghĩ gì hết, liền phi luôn cây giáng ma chữ về phía đuôi thuyền để lao vào Doãn Ngọc. Doãn Ngọc vội né mình sang bên, phi thân nhảy lên trên cao lộn một vòng, vừa tránh khỏi cây giáng ma chữ, rồi người nàng lại nhẹ nhàng nhảy xuống dưới đuôi thuyền và trầm giọng quát mắng. Họ Vu kia, nên biết điều một chút. Nói thực cho ngươi biết,
cô nương muốn lấy tính mạng của ngươi thực dễ như trở bàn tay. Ngươi đừng có bắt cô nương phải ra tay như thế nữa. Vu Bân quát lớn một tiếng, không chịu nghe lời Doãn Ngọc, y bội thâu cây giáng ma chữ lại, rồi lại ném ra luôn tấn công Doãn Ngọc tiếp. Trong khi y vận sức để ném cây giáng ma chữ ra, chiếc thuyền chếch ngay sang một bên và đã bị rất nhiều nước hồ tuồn vào bên trong rồi. Lần này, Doãn Ngọc không tránh né nữa, chỉ khom người lại, giơ chiếc tay ngọc ra chộp luôn đầu cây giáng ma chữ của đối phương tức thì. Đồng thời, nàng giơ tay phải lên tung mạnh một cái, chiếc tay áo của nàng bỗng thẳng như cây bút và nhằm vào cổ tay đang cầm dai mh ma chữ của Vu Bân điểm tới luôn. Vu Bân vận sức cướp giáng ma chữ, nhưng chưa cướp lại được. Y tử biết không phải là địch thủ của Doãn Ngọc liền đưa mảnh cây chữ về phía trước, dầm chân một cái kêu lên đến, đùng một tiếng, đáy thuyền đã bị thủng một lỗ lớn, nước hồ chảy ập vào ngay. Nhân cơ hội ấy, Vu Bân cắp Bành Vân vào nách và phi thân nhảy xuống dưới hồ luôn. Thiên Tứ thấy thuyền đã thủng và còn cách bờ xa như vậy liền cả kinh hỏi. Thuyền đã sắp đắm đến nơi rồi, biết làm sao bây giờ? Doãn Ngọc đáp. Không sao, thuyền này bằng gỗ, dù có thủng cũng không chìm đâu, chúng ta cứ vịn vào thân thuyền là có thể bơi vào bờ được ngay. Thiên Tứ định trách nàng ta mấy câu, nhưng vừa mở mồm thì nước đã ào vào trong thuyền ngập đến đầu gối rồi. Bất đắc dĩ, chàng phải nghe theo lời nàng mà nhảy xuống dưới hồ, vịn tay vào thành thuyền. Doãn Ngọc cũng nhảy xuống nước, nàng cướp được cây giáng ma chữ của Vu Bân, liền đưa cho Thiên Tứ mà vừa cười vừa nói. Đại ca cầm lấy cái này, tên họ Vu biết lỗi, chúng ta phải đề phòng nhân lúc thuyền đắm này, y lặn tới gần hạ độc thủ đấy. Thiên Tứ không sao nhìn được liền trách mắng. Hà, ai bảo Ngọc muội không nghe lời tôi, tự nhiên giết chết người ta. Việc này chúng ta phải chịu hết lỗi lầm, không thể trách người ta được. Doãn Ngọc vừa cười vừa đáp. Nếu tiểu muội không giết y, không sớm thì chảy y cũng sẽ giết chúng ta, cho nên tiểu muội mới phải ra tay hạ thủ trước là thế. Thiên Tứ là người chính trực trung hậu, nghe thấy nàng ta nói như vậy có vẻ khôn nguôi, lắc đầu nói tiếp. Tuy chúng có mưu gian quỷ kế gì thực, nhưng trước khi mưu gian của y chưa lộ liễu, chúng ta không nên đột nhiên hạ thủ trước. Hơn nữa, Ngọc Muội chỉ cần điểm huyệt cho y không cử động cũng đủ rồi, hà tất phải giết chết y như thế. Doãn Ngọc đáp. Công tử của tôi ơi, nếu người trên thiên hạ ai ai cũng trung hậu và thành thật như công tử thì thiên hạ đã thái bình từ lâu rồi. Tôi tưởng các người vào trong chùa thể nào cũng lấy được vật báu, thoạt tiên tôi cũng chỉ muốn điểm huyệt cho y không cử động được thôi, nhưng có ngờ đâu y lại cứ tít mắt lại nhìn tôi và lại còn mó máy chân tay. Thiên Tứ đỡ lời. Dù sao Ngọc Muội cũng không nên giết chết y. Doãn Ngọc vừa cười vừa đáp. Thôi được, coi như tôi đã làm lỡm lỡ việc này, lần sau tôi không giết người nữa. Như vậy đại ca đã bằng lòng chưa? Thiên Tứ thấy nàng ta nũng nịu trông vừa bực mình vừa tức cười, chàng chỉ biết lắc đầu mấy cái thôi, chớ không nói năng gì nữa. Hai người ơi vịn vào hai bên thành thuyền, một mặt dùng tay quạt nước để trôi vào bờ, một mặt lại phải đề phòng Vu Bân tấn công lén, thực là khổ sở khôn tả. Cho tới lúc trời sáng tỏ, họ mới bơi vào được gần bờ chỗ bùn lầy và đầy cỏ lau. Vất vả một đêm trời, hai người đều mệt nhoài, lại thêm mình mẩy ướt như chuột lột thì làm sao mà đi lại được. Doãn Ngọc nói, chúng ta nghỉ ngơi ở đây một hồi, nhân đây tôi phơi khô quần áo, đại ca hãy đi tìm hai chị họ Hàn với họ Trương trước, lát nữa tiểu muội sẽ tự biết tìm đến nơi đó. Thiên Tứ không yên tâm đáp. Xung quanh đây đều là bọn lạt ma hay ra vào, một mình Ngọc Muội ở đây không an toàn đâu. Doãn Ngọc vừa cười vừa đáp. Tiểu Muội có phải là đứa trẻ lên ba đâu, dù có mấy tên lạt ma tới cũng chưa chắc đã làm gì nổi tiểu Muội. Vì thấy Doãn Ngọc ở trong chùa Kha Sa Ba một mình đấu với ban thiền hoạt phần mà không bị thua, như vậy mình không có lý do gì mà không yên tâm, cho nên chàng lại tiếp. Thôi được, Ngọc Muội chờ quần áo khô rồi mau quay về chỗ ấy nhé. Chàng nói xong vội đi luôn, nhưng đi được một quãng, chàng lại quay đầu lại, còn trông thấy Doãn Ngọc đứng ở trong bụi lau, liền mỉm cười vẫy tay chào nàng một cái.
Khi về tới rừng thông, đã thấy Hàn Thiến Thiến đang có vẻ lo âu đứng đợi chờ, nàng vừa thấy Thiên Tứ quay trở về, vừa kinh hãi vừa mừng rỡ vội hỏi. Tìm thấy vật ấy chưa? Doãn Ngọc Muội đâu? Sao đến giờ đại ca mới về thế? Nàng hỏi luôn một thôi một hồi, Thiên Tứ thở dài một tiếng rầu rĩ đáp. Thôi đừng hỏi nữa, không những không thấy Bích Ngọc Kim Thiền Thử đâu, mà suýt nữa toi mạng ở trong chùa, không về tới đây là khác. Thiến Thiến nghe thấy chàng nói như thế cả kinh, vội hỏi tiếp. Nếu vậy Doãn Ngọc Muội đâu? Chả lẽ cô ta đã? Thiên Tứ xua tay đáp. Đừng có đoán bậy, cô ta không việc gì cả, thuyền của chúng tôi bị vu bân làm đắm. Hiện giờ cô ta đang phơi quần áo ở chỗ gần đó, chờ quần áo khô rồi sẽ quay trở lại đây ngay. Hàn Thiến Thiến vội hỏi nguyên nhân ra sao? Thiên Tứ đành phải nói đầu đuôi cho nàng ta nghe. Thiến Thiến càng kinh hãi thêm vội hỏi tiếp. Như vậy không còn cách gì mà lấy được vật đó nữa hay sao? Thiên Tứ thở dài đáp. Tối hôm qua vì để lộ hành tung, chúng ta chỉ có ba người thì địch sao nổi mấy trăm lạt ma ở trong chùa. Hãy đợi chờ vài ngày, rồi sẽ nghĩ cách vào trong chùa lần nữa, may ra lấy được vật đó cũng nên. Hàn Thiến Thiến hoảng sợ đến mồm há hốc, tuy không nói năng gì, nhưng cũng đủ thấy nàng lo âu đến thế nào. Thiên Tứ thấy thế vội hỏi. Có việc gì thế? Hàn Thiến Thiến lắc đầu mỉm cười đáp. Không có gì hết, em chỉ nghĩ làm thế nào mà sớm lấy được con Bích Ngọc Kim Thiền Thử. Bằng không, chỉ. Thiên Tứ kinh hãi hỏi tiếp. Trương Thiến Thiến làm sao? Hàn Thiến Thiến không trả lời, chỉ tay vào trong rừng, mắt đá ứa lệ ra ngay. Thiên Tứ biết điểm không lành, vội vàng chạy ngay vào trong rừng. Chàng mới đi được mấy trượng, đã thấy trên bãi đất trống nho nhỏ có trải một cái chiên, trên chiên có một người nằm ngửa, chỉ xem quần áo chàng cũng biết ngay là Trương Thiến Thiến đang lâm bệnh nặng. Bộ mặt trắng trẻo xinh đẹp của nàng lúc này đã đầy những nét nhăn, biến thành già nua xấu xí lạ thường. Thiên Tứ kinh hoàng vô cùng, vội ngừng ngay chân lại, dùng tay dụi mắt nhìn kỹ lại xem, nhưng rõ ràng là Trương Thiến Thiến chứ còn ai vào đó nữa. Tuy Trương Thiến Thiến mắc bệnh điên đã lâu, nhưng chỉ hành động thất thường thôi, chứ nét mặt không thay đổi chút nào, ngờ đâu chỉ mới có một đêm trời đã biến thành già nua yếu đuối như thế rồi. Suýt tí nữa thì Thiên Tứ không dám tin đôi mắt của mình, nhưng sự thực dành ra đó, chàng không tin cũng không được, nên chàng rất đau khổ, lắc đầu lẩm bẩm nói. Ồ, không phải là sự thật, quyết không phải là sự thật. Không biết Hàn Thiến Thiến đã theo đến từ lúc nào, nàng ta cũng không nhìn được khóc òa lên, giơ tay ra ôm lấy chàng và la lớn van lơn. Thiên Tứ đại ca cứu chị ấy đi, tội nghiệp cho chị ấy. Thiên Tứ trông thấy vợ cưng của mình kết quả thảm khốc như vậy cũng ứa nước mắt ra như mưa. Nhưng chàng vẫn không quên an ủi Hàn Thiến Thiến, mà vỗ vai nàng khẽ hỏi. Cô ta bắt đầu thay đổi từ lúc nào thế? Hàn Thiến Thiến nước nở đáp. Đêm hôm qua, lúc đại ca đi khỏi không lâu, bệnh điên của chị ấy lại nổi lên. Tiểu muội sợ lại như lần trước chị ấy đào tẩu nên liền điểm ngay vào yếu huyệt ngủ. Thiên Tứ gần đầu đỡ lời. Phải nên làm như thế. Sau rồi thế nào nữa? Hàn Thiến Thiến vừa khóc vừa kể tiếp. Sau rồi chị ấy ngủ yên, đến nửa đêm thì bỗng thốt ra những tiếng kêu rất quái dị. Tiểu muội lại sợ chị ấy bị điểm huyệt quá lâu nên vội giải huyệt. Không ngờ chị ấy càng đau khổ thêm, cứ kêu rên hoài, rồi dần dần biến thành hình dáng này. Thiên Tứ rất đau lòng, đi tới cạnh Trương Thiến Thiến quỳ xuống giơ tay giờ những nét nhăn ở trên mặt nàng ta, nước mặt của chàng nhỏ từng giọt xuống má của nàng, rồi chàng bỗng ngừng đầu lên hỏi. Chúng ta rời khỏi núi Cống Lai đã được mấy ngày rồi? Hàn Thiến Thiến bấm đốt ngón tay một hồi rồi đáp. Có lẽ đã đến 6-7 ngày rồi. Thiên Tứ gần đầu nói. Không sao, còn 3 ngày nữa, vẫn còn cơ hội cuối cùng trong 3 ngày ấy. Chương 52, trước khi đi dặn bảo ân cần cắt tóc mình để đền tri âm. Úc ấy mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, hai tiếng đồng hồ lẳng lặng trôi qua. Bộ mặt của Trương Thiến Thiến càng lúc càng già nua thêm, không khác gì một con trùng rất ghê tởm đang bò dần ở trên mặt nàng, trán nàng, má nàng.
Trong hai tiếng đồng hồ đó, Thiên Tứ với Thiên Thiến cứ quỳ ở cạnh nàng ta, hai đôi mắt không chớp cứ nhìn thẳng vào mặt nàng ta để xem biến hóa ra sao. Nước mắt của hai người tiếp tục nhỏ dòng xuống ướt hết cả ngực áo. Trong hai tiếng đồng hồ, Trương Thiến Thiến chỉ thỉnh thoảng lại co người lại một cách rất đau khổ thôi, còn thì không khác gì là một xác chết nằm yên ở đó thôi. Lúc ấy, mặt trời đã ở trên đỉnh đầu chiếu thẳng xuống, Thiên Tứ bỗng giật mình ngẩng đầu lên kinh ngạc hỏi. Đã đến giờ ngọ rồi, mà sao chưa thấy Doãn Ngọc về tới đây thế? Lời nói ấy của chàng như hỏi Hàn Thiến Thiến và cũng như tự nói. Hàn Thiến Thiến giơ tay lau chùi nước mắt và đỡ lời. Phải đấy, đại ca mau đi xem. Thiên Tứ vội gạt lệ, nhảy bắn người lên, dặn bảo Hàn Thiến Thiến mấy câu rồi vội vàng đi ra ngoài rừng ngay. Chàng rảo bước quay trở lại ngọn lau hồi nãy, chàng không nghe thấy có tiếng người và cũng không thấy trên ngọn lau có phơi quần áo gì hết. Chàng cả kinh la lớn ba tiếng. Ngọc muội, ngọc muội. Chàng không nghe thấy tiếng người trả lời, mà chỉ nghe thấy những ngọn tre lau đụng vào nhau xào xạc thôi. Chàng bỗng trông thấy bên cạnh hồ có một vũng máu tươi nổi loang ra, chàng cả kinh nghĩ bụng. Ở đâu ra vết máu này? Chẳng lẽ Doãn Ngọc đã? Nghĩ tới đó, chàng dùng mình đến thót một cái, vội chui ngay vào trong bùi lau xem sao. Khi vào tới bên trong, thấy có một cái xác mình trần, nhưng không phải là Doãn Ngọc mà là một tên lạt ma hãy còn trẻ. Lạt ma ấy nằm ngửa ở trên mặt đất, trên người y chỉ còn lại cái quần trong thôi, nửa đầu ngâm vào trong hồ, chỗ cổ họng có một con dao găm cắm chặt, nên xác y mới bị đóng chặt vào đó. Máu tươi ở cổ họng của tên lạt ma trẻ tuổi ấy cứ tuôn ra ngoài, làm đỏ cả góc hồ. Thiên Tứ thấy thế, liền nghĩ bụng. Chắc trong lúc Doãn Ngọc phơi áo tên phiên tăng này xông bừa vào cho nên mới bị nàng ta giết chết. Nhưng bây giờ nàng ta đi đâu? Và quần áo ngoài của tên phiên tăng này sao cũng không thấy. Nhất thời chàng không sao nghĩ ra được, đành phải ở quanh đó tìm kiếm một hồi, nhưng không thấy tung tích của Doãn Ngọc đâu hết. Chàng đành phải quay trở về khu rừng thông. Trong rừng chỉ có Hàn Thiến Thiến đang nóng lòng sốt ruột ngồi cạnh Trương Thiến Thiến đang nằm yên bất động. Chàng hoảng sợ hỏi. Doãn Ngọc chưa thấy về tới đây sao? Hàn Thiến Thiến đáp. Chưa à? Thế cô ta không có ở nơi đó phơi áo nữa hay sao? Thiên Tứ dậm chân đáp. Nguy tai thực, vừa rồi, tôi tìm tới chỗ cũ, chỉ thấy có một cái xác của một tên lạt ma thôi, chứ không thấy hình bóng của cô ta đâu cả, chắc thể nào cũng có việc gì xảy ra rồi. Hàn Thiến Thiến cũng lo âu hỏi tiếp. Không biết là cô ta đã bị bọn lạt ma phát hiện và đã bắt cóc cô ra đem đi rồi chăng? Thiên Tứ đáp. Chắc không phải thế đâu. Võ công của Doãn Ngọc cao siêu lắm, dăm ba chục tên lạt ma chưa chắc đã kìm chế nổi cô ta. Nếu quả thực cô ta bị bọn chúng bắt đi rồi, thì khi nào ở chỗ cảnh hồ lại còn có cái xác của một tên lạt ma như thế? Hàn Thiến Thiến nóng lòng sốt ruột hỏi tiếp. Vậy biết làm sao đây? Bây giờ một người thì ốm nặng chỉ sống được 2-3 ngày nữa là cùng, một người lại bỗng nhiên mất tích, vậy chúng ta biết lo liệu cho người nào trước đây? Ngẫm nghĩ dây láy, Thiên Tứ dậm chân một cái, rồi đáp. Bây giờ chỉ còn một cách là cứu chữa cho người ốm trước đã. Hàn Thiến Thiến có vẻ băn khoăn, nói tiếp. Thời gian chỉ còn có 2 ngày nữa thôi, mà Bích Ngọc Kim Thiền Thử vẫn chưa lấy được thì cứu chữa sao nổi chỉ họ Trương cơ chứ? Thiên Thứ đáp. Nếu không có cách gì thì đành phải liều mạo hiểm tái nhập chùa Kha Sa Ba thử xem có thể lấy trộm được vật báu ấy không. Vô kế khả thi, Thiến Thiến thở dài một tiếng rồi hỏi tiếp. Đại ca định bao giờ lại đi nữa? Thiên Tứ đáp. Bây giờ hãy còn sớm, phải đợi chờ trời tối hẳn mới có thể lẻn vào trong chùa ấy được. Có vẻ khích động, Thiến Thiến bỗng nắm lấy tay chàng mà nói. Đại ca đi một mình như vậy nguy hiểm lắm, tiểu muội cảm thấy có đôi chút hãi sợ. Thiên Tứ gượng cười đáp. Có gì đâu mà Thiến muội lại phải hãi sợ. Quý hầu ngu huynh cẩn thận một chút, dù không lấy trộm được con thiền thư ngọc ấy, nhưng ngu huynh tự tin vẫn có thể rút lui ra khỏi chùa một cách bình yên vô sự được. Thiến Thiến lại hỏi. Đại ca cho tiểu muội đi theo với nhé. Thiên Tứ thở dài đáp.
Hiền muội phải ở lại đây trông nom Trương Thiến Thiến. Chúng ta không thể nào để yên cho một mình bệnh nhân nằm một mình trong khu rừng hoang này được. Hơn nữa, một mình Ngu huynh đi thì vẫn tiện hơn. Bỗng ứa nước mắt ra, Thiến Thiến nghẹn ngào nói tiếp. Tiểu muội có một câu này, không biết có nên nói ra hay không? Thiên Tứ ngạc nhiên hỏi. Việc gì thế, Thiến muội cứ nói đi. Ấp úng một hồi, Thiến Thiến mới dám nói. Theo lý ra, tính mạng của chị họ Trương quan trọng lắm, dù chuyến đi này nguy hiểm đến đâu, đại ca cũng phải đi cho chị ấy mới phải. Nhưng, nói tới đó, nàng không sao nói tiếp được, nước mắt đã nhỏ xuống như mưa rồi. Biết việc này thế nào cũng quan trọng lắm, Thiên Tứ vội hỏi. Xưa nay Thiến muội ăn nói rất nhanh nhảu, sao bây giờ lại ấp a ấp úng như vậy? Việc gì thế, Thiến muội cứ việc nói thẳng ra đi. Lau chùi nước mắt xong, Thiến Thiến gượng cười thùng thẳng nói. Sự thực việc này cũng không lấy gì làm quan trọng cho lắm. Nếu lấy được con thiền thư ngọc ấy đem về cứu chữa cho chị họ Trương thì còn gì bằng. Nhưng hễ thấy khó khăn quá thì đại ca không nên mạo hiểm và liều thân quá. Dù đại ca không tiếc thân, nhưng đại ca cũng phải nghĩ tới tiểu muội với chị họ Hoa, bằng không ngộ có mệnh hệ nào thì hai chị em chúng tôi biết trông mong vào ai. Nghe tới đó, Thiên Tứ cũng cảm thấy như bị một chậu nước lạnh đổ từ trên đầu đổ xuống, chàng dùng mình đến thót một cái ngay. Từ khi Thiên Tứ rời khỏi Thích Tả và Thích Hữu, một thân một mình đi lại trên giang hồ, không bao giờ coi sự sống chết vào đâu cả. Đã có bao lần ra sống vào chết mà chàng cũng không hãi sợ chút nào. Nhưng lời nói của Hàn Thiến Thiến đã tựa như một tảng đá lớn đè lên trên trái tim chàng. Có phải chàng sợ chết không? Nếu chàng có mệnh hệ nào thì Hàn Thiến Thiến với Hoa Thiến Thiến còn sống làm sao được? Trách nhiệm tinh thần ấy, từ khi ra đời tới giờ chàng không bao giờ nghĩ tới cả. Bây giờ thời cơ cấp bách như thế, hoàn cảnh bắt buộc chàng phải mạo hiểm quay trở lại chùa Kha Sa Ba để lấy trộm con bích ngọc kim thiền thử mới được. Nhưng chàng có ngờ đâu Hàn Thiến Thiến lại đưa ra vấn đề đáng sợ ấy. Bệnh của Trương Thiến Thiến rất quan trọng, và chung thân đại sự của Hàn Thiến Thiến với Hoa Thiến Thiến cũng không kém quan trọng chút nào. Huống hồ bây giờ lại còn thêm việc Soán Ngọc mất tích nữa. Chàng đứng ngẩn người ra giây lát, không biết nên trả lời thế nào cho phải. Một lát sau, chàng mới thở dài một tiếng. Hàn Thiến Thiến u oán nói tiếp. Tôi nói như vậy thật ích kỷ quá, cho nên mãi mãi không dám nói ra là thế. Nếu đại ca không nói tới việc vào trong chùa nguy hiểm như thế nào thì tiểu muội cũng không dám nêu vấn đề này ra đâu. Thiên Tứ đứng dậy, thở dài đáp. Hiền muội nói rất đúng. Hà! Chỉ tại tình cảm của chúng ta quá thâm hậu, còn nàng. Nói tới đó, chàng quay đầu lại nhìn Trương Thiến Thiến rất tội nghiệp kia, mà nói tiếp. Vận mệnh của cô ta đáng thương thực, nếu Ngu huynh cứ ở lại Kim Toàn Viện với cô ta thì khi nào lại có chuyện thảm khốc như thế này xảy ra? Hàn Thiến Thiến tỏ vẻ rất đau đớn, lắc đầu nói tiếp. Đại ca đi đi, tiểu muội đã chót lỡ lời nói lầm. Thiên Tứ cảm thấy trong lòng có hàng ngàn vạn câu chuyện muốn nói, nhưng không biết nên nói thế nào cho phải. Chàng liền thùng thẳng đi ra ngoài rừng, và đi tới bên bờ hồ lúc nào cũng không hay. Gió thổi tới càng làm cho chàng hoảng sợ thêm. Những làn sóng xanh biếc hình như không sao rửa nổi những sự buồn phiền ở trong lòng chàng. Chùa Kha Sa Ba tựa như một con quái thú, vừa xấu xí vừa hung ác, đang trợn trừng mắt lên nhìn chàng vậy. Từ trưa đến chiều, rồi từ chiều đến đêm, Thiên Tứ cứ đi quanh quẩn ở trên bờ hồ hoài. Ý nghĩ phức tạp cứ nổi lên ở trên đầu óc chàng hàng trăm hàng nghìn lần, nhưng kết luận vẫn bối rối khôn tả. Nếu thì vào võ công thật sự, chàng không sợ gì hoạt phận ở chùa Kha Sa Ba, nhưng có hai điểm khiến chàng phải lo âu. Điểm thứ nhất, trong chùa có mấy trăm lạt ma, người nhiều thế mạnh, nếu mình không giết người thì khó mà thắng nổi họ. Điểm thứ hai, tình hình ở trong chùa như thế nào, chàng biết ít lắm. Vu Bàn đi khỏi, không ai dẫn đường, liệu mình có qua được những cơ quan máy móc ở trong chùa không? Vì thế mà chàng lo âu hết sức, hai điểm đó đã làm cho chàng nghĩ ngợi hàng nữa ngày mà không sao giải quyết nổi. Không vào chùa thì lấy gì mà cứu Trương Thiến Thiến?
vào chùa liệu có thể lấy nổi được con Bích Ngọc Thiền Thư không? Chàng không dám nắm chắc phần thắng. Màn đêm đã phủ xuống, bốn chung quanh đều tối om như mực, chỉ có chùa Kha Sa Ba ở giữa hồ là có đèn lửa lấm chấm như những ngôi sao trên trời. Chàng sự nghĩ tới đã đến giờ hành động rồi, nên vội vàng quay trở về rừng thông ngay. Lúc ấy bệnh của Trương Thiến Thiến rất trầm trọng, vẫn chưa lay tỉnh, chỉ thỉnh thoảng kêu rên một tiếng lại ngủ yên ngay. Thiên Tứ ăn qua loa một chút lương khô, rồi nắm tay Hàn Thiến Thiến mà dặn bảo rằng: Ngu huynh phải đi đây. Trong chùa tuy nguy hiểm, nhưng vì cứu nàng ta, ngu huynh phải mạo hiểm một phen. Thiến muội hãy trông nom cô ta, chớ có quên phải giấu giếm hành tung, vì nơi đây thường có bọn lạt ma ra vào. Hàn Thiến Thiến ứa nước mắt ra, gật đầu đáp: Tiểu muội biết rồi, đại ca cứ yên tâm mà đi đi. Đại ca phải cẩn thận đề phòng mới được. Thiên Tứ thở dài một tiếng đáp: Nếu chưa mai mà vẫn thấy ngu huynh chưa về, thì hiền muội phải mau mau đưa cô ta rời khỏi Tây Tạng đi Thành Đô tìm kiếm bọn Hoa Thiến Thiến các người. Thiến Thiến vừa khóc vừa nói tiếp: Không, tiểu muội thế nào cũng đợi chờ đại ca về, dù là một năm, 100 năm. Thiên Tứ nghe nói cũng phải mùi lòng ứa nước mắt ra, nhưng chàng cố nhìn không để cho nó nhỏ dòng xuống, và lấy thanh trường kiếm của Hàn Thiến Thiến đeo vào sau vai, rồi quay người đi luôn. Thiên Tứ đi đến bờ hồ mới nhớ tới hiện bây giờ không có thuyền bè để cho mình qua mặt hồ lớn rộng như thế. Sao chàng đi tìm chỗ ban sáng đã bỏ lại chiếc thuyền thùng đáy. Chàng đành phải dùng chiếc thuyền đó, và cũng bắt trước hồi ban ngày, mượn nó để lội về phía chùa Kha Sa Ba. Đi như vậy, tốc độ tất nhiên phải rất chậm. Thiên Tứ phải vận công lực đẩy nước mà đi, cho mãi đến nửa đêm mới tới được gần chùa Kha Sa Ba. Bơi ở dưới nước hàng nửa đêm trời, chàng cảm thấy rất mỏi mệt. Chàng đành phải nổi lên trên mặt nước nghỉ ngơi, một mặt để ý xem nên vào lối nào cho tiện. Tối hôm trước, Vu Bân đưa chàng vào lối cửa sổ của ngôi chùa, nhưng lúc này cửa sổ ấy tối om như mực, và những cửa sổ khác thì chàng lại không thuộc địa hình nên không dám mạo hiểm. Nghĩ tới nghĩ lui, sau cùng chàng đành phải đổ bộ lên chỗ bãi cát đá lên hồi hôm. Đứng ở trên tảng đá, Thiên Tứ ngẩng đầu lên phía trên, trong lòng cảm xúc rất nhiều. Tối hồi hôm, bốn người ơi cùng đi tới đây. Sau đó Bành Vân chết thảm, Vu Bân dở mặt, Doãn Ngọc mất tích. Bây giờ chỉ còn lại có Đồng một thân một mình quay trở lại chùa Kha Sa Ba. Trong một đêm trời, sự thay đổi lớn lao như vậy. Hồi hôm ba người vào trong chùa mà không làm gì được, nay chàng nghĩ lại chỉ có một thân một mình mạo hiểm vào lấy trộm con Bích Ngọc Kim Thiền Thử thì tất nhiên hy vọng rất mỏng manh rồi. Nhưng sự thế cấp bách như thế, hoàn cảnh không cho phép chàng được do dự, chàng vội lấy Thoa La Thần Châm ra sửa soạn lại để đối phó kẻ địch rồi dở du bích thuật trèo lên tường. Khi lên tới trước cửa sổ, chàng không dám vào ngay, để ý lắng nghe và dò xét xem bên trong có kẻ địch nào không đã, rồi mới dám vào. Chàng rất ngạc nhiên, sao bên trong lại không có tiếng đồng nào cả. Nhưng chàng vẫn phải đánh bạo nhảy vào trong phòng đựng đồ ấy. Khi vừa vào tới trong phòng, lời nói của Hàn Thiến Thiến lại nổi lên ở bên tai chàng luôn. Dù đại ca không nghĩ tới tiểu muội thì cũng phải nghĩ tới Hoa tỷ tỷ, chớ nên liều mạng. Lời nói ấy không khác gì một mũi tên sắc bén đâm ngay vào trong trái tim chàng, bỗng chàng cảm thấy sờn lòng ngay. Đang lúc ấy, bỗng có tiếng kêu rất rùng rợn vọng tới. Tiếng kêu la ấy hình như ở trong đại điện phát ra và đã lan khắp ngôi chùa rộng lớn ấy ngay. Thiên Tứ giận mình kinh hãi và nghĩ bụng: Nguy tai, không biết trong đại điện đã có việc gì xảy ra thế. Tiếng kêu la thảm khốc này thế nào cũng làm kinh động đến tất cả lạt ma ở trong chùa này chớ không sai. Xem như vậy, đêm nay khó lòng mà hạ thủ được. Nghĩ tới đó, chàng vội áp tai vào vách tường để nghe xem bên ngoài có phản ứng gì không. Nhưng nghe mãi chàng cũng không nghe thấy một tiếng đồng hay một tiếng người nào cả. Cả ngôi chùa Kha Sa Ba này không khác gì một ngôi chùa chết, có tiếng kêu thảm khốc như thế mà không thấy có một phản ứng gì cả. Thiên Tứ rất ngạc nhiên, liền đánh bạo đẩy cửa phòng đi ra bên ngoài ngay. Tiếng cửa kêu đến kẹt thực lớn mà không thấy một người nào tới tra xét cả. Sự việc này thực là kỳ lạ,
Thiên Tứ liền nghĩ bụng. Chả lẽ tất cả lạt ma ở trong chùa đã chết hết rồi chăng? Sự việc kỳ lạ ấy không khác gì một tảng đá lớn đè lên trước ngực của chàng. Chàng rất cẩn thận, rút luôn thanh trường kiếm ra thủng thẳng đi về phía đại điện. Vừa quẹo sang hành lang bên, chàng đã cả kinh, vì thấy trên mặt đất có hai cái xác. Hai lạt ma áo đỏ, một nằm ngửa, một nằm sấp, tay vẫn còn nắm chiếc gậy đồng. Tên nằm ngửa mặt dính đầy máu tươi, không sao nhận ra được y là ai, và chỉ thấy gương mặt y đầy những lỗ hổng như bị người ta dùng kim đâm nát ra vậy. Cái chết thảm khốc của hai tên lạt ma ấy khiến ai cũng không nhẫn tâm nhìn. Xem như vậy, chắc chúng đã đột nhiên gặp phải cường địch, muốn đào tẩu cũng không kịp rồi bị người ta hạ độc thủ ngay tại chỗ. Ai đã hạ độc thủ như thế? Thiên Tứ nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được, chàng chỉ lắc đầu thở dài, rồi nhảy vừa ơ qua hai xác chết ấy mà đi thôi. Khi vào tới trong đại điện, tình hình nơi đây khiến chàng càng kinh ngạc thêm. Chàng thấy trước khám thờ có tám lạt ma áo vàng nằm sát vai nhau và như xếp hàng vậy, người nào cũng thế, đều nằm sấp hết và sau ót đầy những máu tươi, đủ thấy chúng đang quỳ xuống vái lạy thì bị người xuất kỳ bất ý hạ thủ giết chết. Ngoài ra, ở cạnh mấy cái cửa nhỏ còn có 7-8 cái xác của phiên tăng nằm ngổn ngang, có tên như đang chạy rồi bị người ta giết chết. Những xác chết của những tên lạt ma ấy có một điểm tương đồng là tên nào tên nấy mặt đều bị hủy nát khiến không sao nhận ra được mặt của chúng là ai. Thiên Tứ thấy thế cũng phải sởn lòng rờn tóc gáy, liền thò tay vào trong người chúng khám xét xem. Chàng thấy trong người chúng vẫn còn ấm áp, hiển nhiên là mới chết không lâu. Như vậy tiếng kêu la thảm khốc hồi nãy chắc là của tên lạt ma bị giết chết cuối cùng vừa thốt ra cũng nên. Thiên Tứ xét tình thế, chàng đoán rằng hung thủ thế nào cũng còn ở trong chùa và mới rời khỏi đây không lâu. Nghĩ tới đó, chàng lại sờn lòng, rờn tóc gáy và đưa mắt nhìn bốn chung quanh một vòng và nghĩ tiếp. Thủ đoạn của người này độc ác thực, giết chết luôn mười mấy lạt ma thường trực có võ nghệ rất cao cường. Nhưng không biết y là địch hay là bạn. Nếu là bạn thì người đó là ai? Mà nếu người đó là kẻ địch thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Nghĩ tới đó, chàng vừa lo âu vừa kinh hãi, vội giơ tà trưởng lên để che chở lấy ngực và phi thân tới trước cửa nhỏ mà hôm qua chàng đã bị sa vào cơ quan máy móc. Chàng còn nhớ lời Vu Bân dặn bảo tiểu phận đường nho nhỏ ở cạnh đại điện chính là chỗ giấu bích ngọc kim thiền thử. Nhưng căn phòng đó lại ở cạnh phòng ngủ của ban thiền, và trong phòng còn có rất nhiều cơ quan máy móc, chỉ thất cơ là bị sa vào cạm bẫy ngay. Hồi hôm, chàng đã bị mắc hở một lần, tất nhiên không dám mạo hiểm nhảy vào trong căn phòng ấy vội, mà chỉ ngó đầu nhìn vào trong thôi. Chàng thấy tình hình ở trong phòng này cũng như hồi hôm vậy, phía bên trái có để một cái bàn vuông bằng vàng bóng nhoáng, trên bàn có bảy những trái cây để thờ. Chỗ sát vách có một tấm màn ấm phủ xuống, hình như đó là khán thờ. Căn phòng nho nhỏ này có hai cửa, một trông sang đại điện, một trông sang tĩnh thất ở bên phải. Lúc ấy tiểu phận đường với tĩnh thất đều không có tiếng người, chỉ có một ngọn đèn dầu ánh sáng lờ mờ treo lơ lửng ở cuối phòng thôi. Thiên Tứ không dám bước chân vào trong phòng, chỉ ở bên ngoài ngó vào thôi. Chàng không thấy bên trong có gì đặc biệt hết, thậm chí không có một vật gì mà vuông vắn như cái hộp cả. Chàng đoán chắc sự bày biện ở trong phòng này là một cạm bẫy để cho người ta bị mắc hởm, hễ mình bước chân vào bên trong là thể nào căn phòng cũng sa xuống liền, và mình lại bị giam giữ ở trong phòng sắt như hồi hôm chứ không sai. Chàng đang do dự thì bỗng nghe thấy có một tiếng rú thật dài và thật lớn vọng tới. Thiên Tứ vội rụt đầu lại và dùng gót chân giẫm mạnh vào mặt đất ở trong phòng một cái, người đã lui về phía sau luôn và núp ngay vào sau cái bàn tức thì. Tiếng rú kêu chưa dứt, chàng đã thấy có 6-7 lạt ma áo vàng chạy vào trong điện, người nào người nấy vẻ mặt đều hầm hực, mà người đi trước lại là Phật Sống Ban Thiền. Ban Thiền Phật Sống đưa mắt nhìn những xác chết ở trong đại điện một lượt, dùng dòng mũi kêu, hừ, một tiếng, rồi lớn bước đi thẳng vào trong tiểu Phật đường. Thiên Tứ núp ở sau cái bàn thờ trông thấy rõ 6 tên cao thủ của Hoàng giáo đều theo sau Ban Thiền đi vào trong Phật đường đến cạnh tĩnh thất. Chàng bỗng nghĩ ra được một kế, liền dở môn khinh công, nhiếp tung truy ảnh theo sau bọn chúng chạy ngay vào trong phần đường ấy.
Quả nhiên không có việc gì xảy ra hết. Chàng câm lặng đứng sát vách thấy Ban Thiền đi thẳng vào trong tĩnh thất rồi. Các thủ hạ của y liền dùng tiếng Tây Tạng nói với nhau một hồi, rồi chúng vén chân sát ở trên giường lén bấm vào một cái chốt cơ quan ở trên đầu giường. Chỉ trông chốc lát, chỗ lan can trên đầu giường để lộ ra một lỗ hổng nho nhỏ, rồi Ban Thiền tiến tới trước lỗ hổng ấy, quơ một chân xuống, thò tay vào lấy một cái hộp sắt đen nhánh ra. Bọn Lạt Ma trông thấy cái hộp sắt ấy, đưa mắt nhìn nhau, mặt lộ vẻ tươi cười. Thiên Tứ biết hộp sắt ấy thể nào cũng là vật rất quan trọng, chưa biết chừng bên trong lại đựng con bích ngọc kim thiền thử mà mình đang tìm kiếm cũng nên. Vì thế chàng cảm thấy hồi hộp, bàn tay cầm kiếm đã toát mồ hôi lạnh ra ngay. Cái hộp sắt ấy có vẻ nặng nề lắm. Ban Thiền đặt nó xuống liền có tiếng kêu, bộp. Thiên Tứ thấy thế kinh ngạc và nghĩ bụng. Cái hộp sắt này không lớn lắm, dù nó dồn có đặc đi chăng nữa cũng không khi nào nặng nề như thế này, nếu bên trong quả có con kim thiền thử, nhưng nó là vật sống, tại sao Ban Thiền lại phải tổn sức đến như thế? Chàng đang thắc mắc thì đã thấy Ban Thiền ngồi xếp bằng tròn ở trên mặt đất móc túi lấy một cái chìa khóa đặc biệt nho nhỏ ra và rất cẩn thận mở nắp hộp sắt ấy lên. Lúc bấy giờ, không riêng gì Thiên Tứ, mà cả mấy tên Lạt Ma ở trong phòng cũng đều hồi hộp vô cùng, người nào người nấy đều trố mắt lên theo dõi từng động tác một của Ban Thiền. Ai nấy đều im hơi lặng tiếng, nên tiếng chìa khóa mở hộp sắt tuy rất khẽ, mà mọi người đều nghe thấy rõ mồn một. Thiên Tứ đứng ở ngoài bị lưng của hai tên Lạt Ma che lấp nên không sao trông thấy rõ những cử chỉ của Ban Thiền, chàng chỉ tưởng tượng như cái hộp sắt ấy hình như có mấy lớp. Đợi chờ giây lát, chàng mới nghe thấy bọn Lạt Ma thất thanh kêu một tiếng. Ban Thiền bỗng đứng dậy ngay, mặt lộ vẻ hớn hở, tay trái của y đang cầm một cái hộp ngọc màu xanh biếc to bằng chén rượu vậy. Thiên Tứ trông thấy cái hộp ngọc ấy liền dùng mình đến thót một cái, máu trong người sôi lên sùng sục, vội vàng thò tay trái vào túi lấy mười mấy mũi thoa la thần châm ra. Tuy chàng không dám xác định trong cái hộp ngọc đó có phải là bích ngọc kim thiền thử hay không, nhưng xem thái độ và sắc mặt của Ban Thiền với bọn Lạt Ma thì chàng cũng đoán ra được đó có thể nào cũng là một vật rất quý báu. Chàng liền nghĩ bụng. Dù cái hộp đó bên trong không có bích ngọc kim thiền thử đi chăng nữa, nhưng ta cướp được cái hộp này ít ra cũng có thể bắt buộc Ban Thiền phải trao đổi lấy con thiền thử cho ta. Đó là cơ hội duy nhất để cứu Trương Thiến Thiến thoát chết mà chỉ do dự một chút là lỡ mất dịp may này ngay, cho nên chàng không suy nghĩ gì nữa. Chàng đã quyết định như vậy, liền ở trong bóng tối bước ra rồi xông ngay vào trong tĩnh thất, đồng thời giơ tay lên ném năm mũi thần châm luôn. Ban Thiền với bọn thủ hạ không ngờ có người ẩn nấp ở gần đó, nhất thời cuống cả chân tay lên, ba tên Lạt Ma đứng trước đã bị thoa la thần châm bắn trúng. Những người bị thoa la thần châm bắn chúng thoạt tiên không cảm thấy có gì khác lạ cả, cho nên chúng vẫn quát tháo và quay người lại để tấn công địch. Đã vào chốn hiểm nguy, Thiên Tứ đã quyết định từ trước phải dùng chính sách tốc chiến tốc quyết, nên chàng vừa ném thần châm ra xong đã vội tấn công luôn hai trường tiếp theo tức thì. Sau hai tiếng kêu, hự, hai tên Lạt Ma đứng ở phía trước đã bị trường phong của chàng hất bắn đi ngay, tay trái của Thiên Tứ đã nhanh nhẹn chộp luôn cái hộp ngọc ở trong tay của Ban Thiền. Ban Thiền giận mình kinh hãi, vội nắm chặt cái hộp vào trong gang bàn tay. Tiếp theo đó y dần giữ giống lên một tiếng, dùng khuỷu tay phải thúc mạnh ra một thế, để tấn công vào bụng dưới của Thiên Tứ. Hai người ra tay cũng nhanh như điện chớp, Thiên Tứ đang nhảy sổ tới, vội dùng cánh tay phải trầm xuống, vận công lực lên để bảo vệ lấy bụng dưới, còn tay trái thì chàng búng luôn ba mũi thần châm vào bụng bên phải của Ban Thiền. Trong lúc khẩn cấp, Thiên Tứ sử dụng những thế thật hiểm ác. Tuy chàng biết công lực của Ban Thiền rất cao cường, nhưng vẫn gắng sức bắn trúng được địch thủ. Quý hồ Ban Thiền bị thần châm bắn trúng thì mình sẽ cướp được cái hộp ngọc ở trong tay y một cách dễ dàng liền. Quả nhiên Ban Thiền không ngờ Thiên Tứ lại dùng xảo kế ấy. Chỉ thấy chàng ta không tránh né, y trong lòng mừng rỡ khôn tả, vội dùng hết công lực vào khuỷu tay phải mà thúc mạnh một cái thật nhanh. Nói thì chậm, nhưng sự kiện xảy ra rất nhanh, hai người vừa va đùng nhau một cái, Thiên Tứ đã bị khuỷu tay của đối phương đẩy lùi mấy bước, bụng dưới đau nhức khôn tả, nhưng còn Ban Thiền thì cảm thấy công lực trong người bỗng mất mát hết.
Ban Thiền hãi sợ khôn tả, tay vẫn nắm chặt cái hộp ngọc, vội lui về phía sau hai bước. Y vận thử ngạc ba thiền công lên, liền cảm thấy các huyệt đạo ở bên cánh tay phải đã bị bế tắc hết, chân khí không sao thông qua được. Thiên tứ cũng bị thương khá nặng, nhưng chàng cố dùng chân khí tạm thời đè nén vết thương ở dưới bụng xuống. Đồng thời chàng múa trường kiếm tấn công mấy thế nữa đẩy lùi mấy tên lạt ma kia, rồi lại thò tay vào túi lấy 5 mũi thoa la thần châm ra nữa. Ban thiền bỗng dùng tiếng Tây Tạng quát bảo. Ba phát hồng, ngũ khắc tang, hãy bảo vệ vân báu, mau rút lui ra khỏi chùa. Nếu cần, hãy hủy luôn vân báu đi, chứ đừng để lọt vào tay tên giặc này. Y vừa nói dứt đã giơ tay trái lên rồi ném cái hộp ngọc vào tên lạt ma lùn và rất khỏe mạnh. Tên phiên tăng ấy vội giơ tay ra bắt lấy hộp ngọc, quay người vội chạy ra ngoài phòng, còn những tên khác, trừ hai tên đã bị thiên tứ đả thương và một tên bị thoa la thần châm bắn trúng, còn ba tên nữa vội theo tên lùn nọ chạy ra ngoài phòng. Thiên tứ quát lên một tiếng, bỏ rơi ban thiền, cầm kiếm đuổi theo luôn. Chàng vừa trông thấy tên phiên tăng quay qua góc điện, mà lúc này bụng chàng bị thương, khinh công thể nào cũng kém trước nhiều nên chàng vội ném luôn một mũi thoa la thần châm vào tên đó. Tên lạt ma kia vừa ra tới cửa điện thì bỗng thấy trên vai tê tái, người nặng nề hẳn, không sao chạy được nữa, y cả kinh, vội đưa ngay hộp ngọc cho một tên đồng bọn. Tên đồng bọn cầm lấy hộp ngọc liền chạy ra ngoài cửa điện, chạy thẳng vào bãi đất trống. Thiên tứ đánh liều dở hết sức lực đuổi theo. Chàng thấy tên lạt ma đã lên trên mái nhà và đang tiến thẳng về phía tháp đá. Chàng không muốn phi nhiều thần châm, cứ vận công lực lên để đuổi theo tên lạt ma ấy. Tên lạt ma ấy nhảy thoát mấy cái đá nhảy lên trên đỉnh tháp và giơ cái hộp ngọc lên quát bảo. Nếu ngươi còn tiến lên nữa ta thừa lệnh hủy vận báo này, như vậy cả đôi bên cũng đều mất công toi hết. Thiên tứ đành phải ngừng bước quay đầu nhìn, thấy bên dưới tháp là hồ nước, đối phương không còn đường lối rút lui nữa, chàng liền nghĩ bụng. Nếu mình bắt ép đối phương quá rồi chưa biết chừng y hủy con thiền thử ở trong cái hộp ngọc ấy thật cũng nên. Nghĩ đoạn, chàng liền lớn tiếng đáp. Tại hạ không có ý cướp con bích ngọc kim thiền thử này của các người đâu. Chỉ vì một cô nương bị trúng độc không sao giải cứu được, nên tài hạ mới đến đây mượn con bích ngọc kim thiền thử để cứu chữa, chữa xong sẽ xin trả lại ngay. Chẳng hạn sư huynh có vui lòng giúp cho tài hạ không? Tên lạt ma lớn tiếng trả lời. Bích ngọc kim thiền thử là vận báu tuyệt thế của Hoàng giáo. Ngươi đôi ba phen lén vào trong chùa giết chết rất nhiều đệ tử của chúng ta, lại còn nói dối là mượn ơn dùng để cứu chữa người, nên việc này chúng ta không thể nào nhận lời được. Thiên tứ móc túi lấy lọ thuốc giải thần châm, đổ 10 viên ra để ở chỗ mái tháp đá mà nói tiếp. Tài hạ xin tặng thuốc giải độc thần châm, như vậy đủ chứng minh tài hạ không có ý đối địch. Bây giờ sư phụ đã tin tài hạ rồi chứ? Vì lạt ma ấy có vẻ do dự, ngẫm nghĩ giây lát rồi trả lời. Ta không có quyền quyết định việc này, phải mời Phật sống ra mới được. Thiên tứ cả mừng, nói tiếp. Phải đấy, hiện giờ dư ơi tháp còn có quý đồng môn, sao không bảo những vị ấy mời ban thiền hoạt Phật ra để quyết định ngay tại chỗ. Quả nhiên, tên lạt ma ở dưới tháp đã vội vàng quay trở về đại điện. Một lát sau, y đã cùng ban thiền hoạt Phật ra tới chỗ dưới tháp. Lúc này công lực đã mất hết, ban thiền chỉ ngừng đầu nhìn lên trên tháp thôi, chứ không sao nhảy lên được. Tên lạt ma đứng ở trên dùng tiếng Tây Tạng nói lại những lời đề nghị của thiên tứ vừa rồi cho ban thiền hay. Ngẫm nghĩ giây lát, ban thiền dùng tiếng Hán nói. Hãy đưa thuốc giải xuống đây, để lão tăng xem là thật hay hư đã. Thiên tứ đồng ý, nhưng chàng vẫn còn sợ bọn lạt ma có quỷ kế gì, nên chàng xé mảnh áo bọc những viên thuốc ấy ném xuống bên dưới. Ban thiền không uống ngay, chỉ bảo một tên đệ tử cũng chúng phải thần châm uống trước, rồi bảo y vận công điều tức xem thuốc đó có công hiệu hay không. Tên lạt ma ấy vâng lời, uống luôn viên thuốc đó, rồi ngồi vận công điều tức một hồi, quả thấy sức lực đã phục hồi, vội đứng lên trả lời hoạt Phật luôn. Ban thiền chẳng nói chẳng rằng, lấy hai viên thuốc uống luôn rồi ngồi xuống nhắm mắt hành công. Một lát sau, y đã thấy khí huyết chảy đều như thường.
y đột nhiên nhảy lên trên đỉnh tháp dùng tiếng Tây Tạng nói với Lạt Ma cầm hộp ngọc rằng: "Vứt ngay hộp ngọc xuống dưới này." Tên Lạt Ma cung kính vâng lời, ném luôn cái hộp ngọc xuống dưới tháp. Thiên Tứ không biết tiếng Tây Tạng, vì thế chẳng cứ để ý đến mọi hành động của bọn Lạt Ma. Chàng bỗng thấy tên Lạt Ma nọ vứt cái hộp ngọc xuống, liền giận mình kinh hãi. Chỗ Thiên Tứ đứng là tầng thứ 5 của cái tháp. Tháp ấy có tất cả 7 tầng, tên Lạt Ma đứng ở tầng cao nhất ném xuống, nhưng y biết nếu ném gần thì thể nào Thiên Tứ cũng lao mình ra cửa ấp được nên y ném cầu vòng ra ngoài xa những 7 trượng. Thiên Tứ thấy Ban Thiền nuốt lời, trong lúc nóng lòng sốt ruột chàng quên bẵng mất là cái tháp ấy trên nhỏ dưới lớn, nên chàng quát lớn một tiếng, rồi tung mình nhảy lên trên không luôn. Với công lực của chàng có thể nhảy ra ngoài 6 trường được, nhưng lúc này chàng đang bị thương, nên chỉ nhảy ra ngoài xa nữa có 4 trường thôi, vì vậy mà còn cách cái hộp ngọc kim kia những 3 trường không sao bắt nổi được. Thấy mình không bắt được cái hộp ngọc ấy, Thiên Tứ lo âu khôn tả, vội ném thanh kiếm ở trong tay ra ngay. Sau một tiếng kêu cong, trường kiếm của chàng đã ném trúng hộp ngọc, nên hộp ngọc rơi ngay ra bên ngoài chùa. Thiên Tứ vội nín hơi lấy sức, ở trên không quay người một vòng đẩy song trường về phía sau một cái, mượn sức phản chấn, người chàng như một mũi tên cũng nhảy theo ra phía ngoài chùa Kha Sa Ba luôn. Ngoài chùa là hồ nước, chàng thấy hộp ngọc rớt xuống dưới hồ kêu đến, bộp một tiếng, có sóng nước bắn lên luôn. Thiên Tứ cũng nhảy xuống theo, nhưng chàng cách xa hộp ngọc những 2 trượng. Chàng không biết bơi lội, lúc này lại rớt xuống dưới hồ, nên vừa bị nước hồ thấm vào người, chàng càng hãi sợ, múa chân khua tay mấy cái, mồm đã uống luôn mấy ngụm nước, nhưng chàng vẫn không quên cái hộp ngọc, liền nhô đầu lên mặt nước, đưa mắt nhìn bốn chung quanh. Chàng chỉ thấy nước hồ xanh biếc chứ không thấy tung tích của hộp ngọc đâu cả. Chàng lúc nổi lúc chìm, trong lòng càng hoảng sợ thêm, vì thế mà chàng đã uống đầy những nước. Thiên Tứ yên chí thể nào cũng chết, trong lòng đau đớn vô cùng nghĩ tới mình mạo hiểm vào trong chùa, hy sinh tính mạng mà không lấy được con bích ngọc kim thiền thử đem về cứu chữa cho Trương Thiến Thiến. Nghĩ tới đó, chàng nản chí vô cùng. Không tìm kiếm và cầm cự với nước nữa, nhưng ngọn nước vô tình ấy một chốc lại đưa chàng nổi lên một chốc lại dìm chàng xuống dưới nước. Chàng đã chán nản, không còn trông mong gì nữa thì đầu óc lại bỗng thấy tỉnh táo dần. Những hình ảnh của các người thân nhất của chàng đều hiện lên hết. Nhưng chỉ giây phút thôi, chàng đã mê man bất tỉnh lúc nào mà không hay. Cũng không biết trải qua một thời gian bao lâu, chàng cảm thấy có một thứ nước gì rất mát chảy qua cổ họng, qua phổi vào trong tạng phủ. Đồng thời, chàng lại cảm thấy mình đang nằm ở trên mặt đất cứng rắn chứ không phải là ở dưới nước. Chàng muốn mở mắt ra nhìn, nhưng người chàng uể oải, không còn một chút hơi sức nào hết, nên muốn mở mặt ra nhìn cũng không được. Lại trải qua một lát nữa. Chàng cảm thấy có một vật gì rất nặng bò lên trên ngực và từ từ bò xuống dưới bụng, đến chỗ vết thương. Chàng cảm thấy đau nhức vô cùng, và thấy dạ dày rất khó chịu, rồi không sao nhìn được nôn ra ngay một đống nước thật nhiều. Chàng muốn kháng cự cử chỉ của người đó, nhưng không có hơi sức để chống lại. Chàng như một người nằm mơ, trong lúc khó chịu quá. Chỉ hai tay cào lung tung, nhưng chỉ nắm được một ít cát thôi, chứ ngũ tạng lục phủ vẫn đau đớn và khó chịu hết sức. Rốt cuộc chàng lại chết sức luôn. Từ đêm tới sáng, từ sáng tới chiều, mặt trời đã lặn hết lại qua được một ngày. Gió ban đêm rất mát lạnh, chàng bị một luồng gió lạnh thổi tới bỗng mở choàng mắt ra nhìn. Chàng cảm thấy trong người hết đau đớn khổ sở, hơi định thần một chút, chàng mới biết là mình đang nằm ở trên một bãi đất chỗ cạnh hồ, xung quanh chỉ có tiếng run rế kêu thôi. Chàng bỗng phát giác ở chỗ cách mình không xa đang có một người thở rất nhanh. Chàng vội ngừng đầu nhìn, mới hay ở gần đó đang có một người nằm gục. Người đó là một Lạt Ma. Chàng vội bò dậy ngắm nhìn vị Lạt Ma ấy, thấy y nằm phục ở trên mặt đất đầu ngoẹo về một bên, hô hấp rất mạnh, bên cạnh người y còn có một đống máu bầm. Hiển nhiên Lạt Ma ấy bị nội thương rất nặng, bằng không sao lại nằm ở cạnh mình như thế. Phạt tiên, chàng hoài nghi Lạt Ma này chính là người đã ở trên đỉnh tháp ném cái hộp ngọc xuống, nhưng khi chàng nhìn kỹ lại thì lại không giống, vì người nọ cao lớn vạm vỡ, còn người này thì gầy gò bé nhỏ. Thiên Tứ khẽ lên tiếng kêu gọi,
Đại sư phụ bị thương phải không? Lạt ma ấy dùng tay cào đất hai cái, rõ ràng đã nghe thấy tiếng nói của chàng, nhưng không sao trả lời được. Thiên tứ khẽ thở dài một tiếng, rồi lẩm bẩm nói tiếp. Tuy ban thiền khả ố và đáng khinh thật, nhưng ta không thể thấy người chết mà không ra tay cứu. Nói xong chàng liền tới gần, nắm lấy cổ tay người đó để thăm mạch thử xem, nhưng tay chàng vừa đụng vào cổ tay của đối phương thì lạt ma ấy đã giằng tay lại và gượng nói. Đừng có tốn hơi sức nữa, tôi đã hết cách cứu chữa rồi. Nghe giọng nói của đối phương, thiên tứ giật mình đến phát một cái, thất thanh hỏi. Người là ai? Chàng vừa nói vừa tiến lên một bước, vội kéo vai lạt ma ấy lật ngửa mặt y lên. Lạt ma vừa nằm ngửa, chàng đã thấy một bộ mặt vừa dỗ nhăng dỗ nhịt vừa xấu xí khôn tả, chàng lại thất thanh hỏi tiếp. Sao, Doãn Ngọc Hiền muội đấy à? Máu trong người chàng sôi lên sùng sục, chàng vội hỏi tiếp. Sao Hiền muội lại giả dạng lạt ma như thế? Ủa, tóc của Hiền muội biến đâu mất tiêu rồi? Doãn Ngọc với đôi mắt thất thần, ngó nhìn thiên tứ, mép của nàng vẫn còn dính máu, mồm tủm tỉm cười, khẽ gật đầu và từ từ hỏi. Tứ đại ca thấy tiểu muội giả dạng lạt ma như thế này trông rất tức cười phải không? Thiên tứ rất khích động, lắc đầu hỏi tiếp. Tại sao Hiền muội giả dạng làm lạt ma như thế? Bị thương ở đâu? Doãn Ngọc đáp. Đại ca đừng hỏi vết thương của muội nữa, nội phủ đã bị nát hết, bây giờ dù có linh chi tiên thảo cũng không thể cứu được nữa. Nói tới đó, nàng lại thở hồng hồng một hồi, không sao nói tiếp được nhưng nàng vẫn gắng sức, nên ngừng giây lát nàng lại nói tiếp. Trước khi tiểu muội chết, đại ca phải nhận lời làm hộ tiểu muội hai việc này, thì dù tiểu muội có chết đi cũng cam tâm. Huống hồ, lúc chết lại may mắn được ở cạnh đại ca, khiến tiểu muội càng yên tâm chết, không còn phải bận lòng gì nữa. Thiên tứ ứa lệ ra và an ủi rằng. Ngọc muội chớ nên nói như thế, chẳng hay bị thương ra sao, chúng ta mau nghĩ cách may ra còn kịp. Doãn Ngọc mỉm cười đáp. Đại ca khỏi phải tốn hơi sức nữa, tiểu muội bị ngót trăm tên lạt ma vây đánh, trong lúc kiệt sức còn bị ban thiền dùng phích không trưởng lực đánh nát lục phủ ngũ tạng của tiểu muội rồi. Như vậy còn cứu chữa làm sao được nữa? Thiên tứ vội hỏi tiếp. Cha của Hiền muội là danh y nổi tiếng nhất thiên hạ, chả lẽ trong người Hiền muội lại không có thuốc cứu thương rất linh nghiệm hay sao? Doãn Ngọc từ từ đáp. Tuy trong người của tiểu muội có viên thuốc rất quý báu nhưng vừa rồi tiểu muội đã cho đại ca uống rồi. Thiên tứ giận mình kinh hãi, vội hỏi tiếp. Cái gì, tôi chỉ bị một chút thương nhẹ thôi, sao Hiền muội lại? Thiên tứ bỗng cảm thấy mình đã làm việc ngu xuẩn không sao lường thứ được, nếu có thể được thì chàng sẽ mổ bụng moi hỏng lấy viên thuốc đó ra luôn. Doãn Ngọc giơ tay lên vẫy một cái có ý muốn gọi chàng đến gần. Chàng vội nắm lấy tay áo nàng ra thấy lạnh như băng, vội cởi cái áo ướt của mình ra vắt cho thực khô, rồi đắp lên người nàng. Doãn Ngọc lại nói tiếp. Đại ca tiểu muội không còn sống được bao lâu nữa đâu. Nước mắt đã đổ ra như mưa, thiên tứ ôm nàng vào lòng, khóc sướt mướt mà an ủi rằng. Hiền muội đừng có nói những chuyện vớ vẩn như thế. Người hiền gặp lành, thể nào trời xanh cũng cứu giúp cho. Doãn Ngọc lắc đầu đáp. Đại ca đừng có an ủi Hiền muội nữa. Từ khi tiểu muội cắt tóc, trong lòng đã quyết tâm lấy cái chết để đền bù lại tấm lòng chi ngộ của đại ca. Tiểu muội tự biết mặt mũi của mình xấu xí, tính nết lại nóng nảy, thực không xứng đáng làm vợ của đại ca, nhưng được đại ca không hiềm những điểm đó, mà đã nhận tiểu muội làm vợ, nên tiểu muội mới cam tâm chết như vậy để đền lại mối thâm tình ấy của đại ca. Ngừng giây lát, nàng lại nói tiếp. Hôm qua, sau khi đại ca đi khỏi, tiểu muội đang phơi áo, thì một tên lạt ma đáng chết bỗng xông vào trong bùi lau. Nhất thời cuống lên, tiểu muội giết chết y, sau sự nghĩ ra một kế, liền cởi quần áo của y mặc vào người mình và cắt tóc để trà trộn vào trong chùa Kha Sa Ba. Thiên tứ thở dài đỡ lời. Thảo nào ngu huynh đi khắp nơi tìm kiếm cũng không thấy Hiền muội đâu hết. Doãn Ngọc lại nói tiếp. Tiểu muội định vào trong đó để lấy trộm con bích ngọc kim thiền thử cho đại ca mà không muốn đả thương nhiều người.
nhưng vẫn đó ở đâu tiểu muội tìm kiếm mãi không thấy. Sau mãi tiểu muội mới tìm ra được chỗ cất giấu vận báu ấy, thì bị bọn lạt ma phát giác, bất đắc dĩ tiểu muội phải dùng đoạt hồn độc xa của cha đã chế luyện lâu năm mới thành công ra đả thương bọn lạt ma, rồi xông ra ngoài chùa. Thiên tứ thất thanh xem lời hỏi. Thế ra những lạt ma chết ở trong chùa đều bị hiền muội giết chết đấy. Doãn Ngọc liền nói. Đại ca không trách cứ tiểu muội đấy chứ. Thiên tứ rất mũi lòng, lắc đầu đáp. Câu chuyện ấy đã qua rồi, ngu huynh còn để lại trong lòng việc đó làm chi? Doãn Ngọc rất yên lòng, thở dài một tiếng và nói tiếp. Tuy tiểu muội đã giết rất nhiều người, nhưng cũng may trời không phụ lòng người khổ tâm, đã lấy được con bích ngọc kim thiền thử cho chị họ Trương. Thiên tứ ngẩn người ra, vì rõ ràng chàng vẫn còn nhớ cái hộp ngọc đựng bích ngọc kim thiền thử đã bị tên lạt ma ném xuống dưới, rồi bị kiếm chàng gạt xuống hồ, thì làm sao mà Doãn Ngọc lại lấy được, nên chàng vội hỏi. Hiền muội lấy được con ngọc thiền thử ấy ở đâu thế? Doãn Ngọc vừa cười vừa đáp. Ở trong khám thờ tại tiểu phận đường bên cạnh đại điện. Thiên tứ càng thắc mắc không hiểu thêm, nghĩ bụng. Nếu vậy không phải là con thiền thử giấu ở trên đầu giường của ban thiền. Vậy không biết con nào là thực mà con nào là giả. Doãn Ngọc thò tay vào túi, moi mãi mới lấy một cái gói nho nhỏ ra, mỉm cười đưa cho thiên tứ và nói tiếp. Đại ca mở ra xem đi, đây là món lễ vật quý nhất trong đời của tôi để kính tặng đại ca đấy. Thiên tứ vội mở cái gói ấy ra xem thấy bên trong có một mớ tóc đen. Chàng rũ mớ tóc đen ấy ra quả thấy bên trong có một chiếc hộp nho nhỏ rơi ra. Cái hộp này giống hệt cái hộp ngọc bị rớt xuống dưới hồ.